Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Mai Thanh xin thay mặt cho công ty GE Healthcare Việt Nam và công ty TD Medical xin hân hạnh chào mừng quý bác sĩ đã dành thời gian tham dự hội thảo trực tuyến nhận diện 20 mặt cắt chuẩn trong siêu âm thai quý 2 theo ISO bằng trí thông minh nhân tạo. Và đây cũng là chương trình hội thảo trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Sản phụ khoa ISO công nhận. Để bắt đầu chương trình, chị Nguyễn Thị Trang Đài, giám đốc kinh doanh ngành hàng siêu âm tại Việt Nam, Lào và Campuchia sẽ đại diện cho công ty GE Healthcare có đôi lời gửi đến báo cáo viên và toàn thể quý bác sĩ theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được kính mời chị Trang Đài ạ. À. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Trang Đài ạ. À. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời bác sĩ Hà Tố Nguyên sẽ thay mặt cho báo cáo viên có đôi lời gửi đến quý bác sĩ đang theo dõi chương trình. Xin kính mời bác sĩ Nguyên ạ. À. À, kính thưa quý đồng nghiệp, thì lời đầu tiên Nguyên xin gửi lời cảm ơn đến công ty GE Healthcare đã có lời mời Nguyên tham dự buổi hội thảo hôm nay, cũng như Trang Đài đã có những cái giới thiệu về báo cáo viên. Thì chúng ta đã biết rằng GE là một trong những cái tên tuổi hàng đầu trên thế giới về công nghệ máy móc, và đặc biệt trong lĩnh vực siêu âm sản phụ khoa thì GE luôn là đi đầu trong việc ứng dụng những kỹ thuật công nghệ mới, xây dựng những cái phần mềm để giúp cho việc chẩn đoán của bác sĩ siêu âm được dễ dàng và chính xác hơn. Ví dụ như siêu âm 3D ngày nay ngày càng cho thấy vai trò vượt trội siêu âm 2D trong chẩn đoán một số bệnh lý, chứ không chỉ đơn thuần là tái tạo lên một cái khuôn mặt trên không gian 3 chiều để cho thai phụ xem em bé. Và chủ đề của buổi hội thảo tối nay cũng là nhằm giới thiệu đến quý đồng nghiệp về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc siêu âm sàng lọc chẩn đoán dị tật thai. Thì trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính Computer Science. Nó là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người. Cụ thể như là trí tuệ nhân tạo giúp máy tính có được những trí tuệ của con người, biết suy nghĩ, lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi. Mặc dù trí tuệ nhân tạo hiện nay chỉ là những cái mức sơ khai, nhưng mà nó cũng đã được ứng dụng rất là sâu rộng trong nhiều ngành nghề như kinh doanh, y học, vận tải, sản xuất, dịch vụ, giáo dục. Và nó giúp cho chúng ta có thể tạo ra những cái văn bản từ những cái dữ liệu máy tính tổng hợp và chuyển đổi lời nói của con người sang dạng mà máy
tính có thể hiểu được. Và như trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm công nghệ, ví dụ như là trợ lý ảo trên thiết bị số như Siri. Vậy thì trong lĩnh vực y học thì sao? Việc áp dụng machine learning nó sẽ giúp chẩn đoán bệnh nhanh và chính xác hơn con người. Ví dụ như trong một cái nghiên cứu, nó so sánh về cái quyết định của một hội đồng chuyên gia ung thư với cái quyết định trí tuệ nhân tạo từ hệ thống ung thư của Watson, thì kết quả cho thấy rằng 90% khuyến nghị mà hệ thống máy tính dựa trên trí tuệ thông minh đưa ra nó phù hợp với các khuyến nghị của các hội đồng chuyên gia, nhưng mà chúng ta thấy rằng hệ thống chỉ mất 40 giây để đưa ra các khuyến nghị này. Thì tại các nước đang phát triển trên thế giới, nó vẫn còn có cái sự bất bình đẳng giữa các dịch vụ y tế ở thành thị và nông thôn. Trong đó có sự thiếu hụt bác sĩ có trình độ chuyên môn, chuẩn mực là cái nguyên nhân chính. Do vậy, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị nó sẽ giúp cải thiện đáng kể việc chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Đây thật sự là một cái tiềm năng rất lớn trong y học tương lai. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe giáo sư Aris Papagiras trình bày về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có thể nói là ứng dụng đầu tiên trong sản siêu âm sản khoa. Thì ông là cái người tiên phong trong cái việc nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực siêu âm sản phụ khoa trên thế giới, và là người đồng sáng lập của cái nhóm nghiên cứu về AI trong y học tại Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Và trước khi giáo sư bắt đầu bài giảng, thì Nguyên xin được trình bày với quý đồng nghiệp về 20 cái mặt cắt cơ bản mà mình khi mình thực hành siêu âm hàng ngày hình thái học quý 2 theo khuyến cáo của ISUB. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyên ạ. Em cũng xin được nhắc lại nội dung của chương trình ngày hôm nay như sau ạ. Bài đầu tiên thì như bác sĩ Nguyên cũng nói là siêu âm 20 mặt cắt chuẩn trong khảo sát thai quý 2 theo tiêu chuẩn của ISUB sẽ do bác sĩ Hà Tố Nguyên trình bày. Tiếp theo sẽ là phần giới thiệu về dòng máy mới Volution Swift sẽ do anh Bạch Hải Long phụ trách dòng máy Volution tại Việt Nam, Lào và Campuchia trình bày. Sau đó sẽ là phần trình bày của giáo sư bác sĩ Iris với nội dung giới thiệu trí thông minh nhân tạo trong siêu âm sản khoa và phần thực hành siêu âm các mặt cắt chuẩn trong khảo sát thai quý 2 với sự trợ giúp của trí thông minh nhân tạo. Phần cuối chương trình sẽ là phần thảo luận và trả lời câu hỏi. Trong quá trình nghe giảng, quý bác sĩ có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi trong một Q&A và câu trả lời sẽ được giải đáp vào cuối chương trình. Vâng, và để không làm mất thời gian quý báu của quý bác sĩ, chúng tôi xin được phép mời bác sĩ Hà Tố Nguyên có phần trình bày về bài siêu âm 20 mặt cắt chuẩn trong khảo sát thai quý 2 theo tiêu chuẩn của ISUB. Xin trân trọng kính mời bác sĩ Nguyên ạ. Thì trước khi trình bày bài thì Nguyên cũng xin phép các anh chị là vì đây là cái gọi là cái course, cái webinar đầu tiên được chuẩn của ISUB, cho nên trong cái bài này Nguyên sẽ trình bày bằng tiếng Anh. Tất nhiên là những cái lời Nguyên vẫn nói tiếng Việt, nhưng mà những cái từ ngữ trên đây thì là tiếng Anh, tại vì nó cũng đa số là hình ảnh, và Nguyên sẽ gửi cho quý đồng nghiệp cái bài mà bằng tiếng Việt sau cái hội thảo ha. Còn cái lúc trình bày thì Nguyên xin phép được dùng cái slide tiếng Anh. Thì chúng ta biết rằng cái siêu âm được ứng dụng trong cái y khoa đầu tiên vào năm 1956 bởi bác sĩ Ian Donan, là một bác sĩ sản khoa, và kết hợp với kỹ sư Tom Brown, thì hai người này đã chế tạo ra một cái máy siêu âm. Thì các anh chị thấy cái máy siêu âm sơ khởi nhìn nó rất là bự và nó rất là có vẻ rất là cổ kính ha. Thì cho mãi đến năm 1970 thì siêu âm mới bắt đầu được ứng dụng trên thế giới, ra khỏi nước Anh và đến thế giới. Thì sau hơn 50 năm thì chúng ta thấy rằng trong cái thực hành, đặc biệt là trong cái thực hành y khoa thực hành hiện nay của chúng ta, tất cả mọi lĩnh vực, thì chúng ta thấy là không có thể mà thiếu được cái siêu âm, đúng không ạ? Nó giống như là một cái cánh tay phải, một cái con mắt thứ ba của cái người bác sĩ. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái siêu âm nó đã có những cái bước tiến rất là ngoạn mục, từ những cái hình ảnh sơ khai ban đầu là những cái hình ảnh 2D và cái chất lượng không cao. Thì chúng ta thấy hiện nay những cái công nghệ máy móc siêu âm 3D, rồi những cái đầu dò microconvex, hoặc là những cái siêu âm tiếp cận ngã âm đạo, nó đã cho ra những cái hình ảnh rất là nét, rất là thực, để giúp cho chúng ta làm tốt hơn trong cái việc chẩn đoán hiện nay, đó là trong cái việc chẩn đoán những cái bất thường về rối loạn tăng trưởng, sàng lọc những cái dị tật thai, cũng như ứng dụng trong cái việc những cái liệu pháp can thiệp của thai, tức là dưới hướng dẫn của siêu âm. Vậy thì chúng ta thấy mặc dù đã hơn 50 năm phát triển và đã có những cái tiến bộ rất mới, nhưng mà vẫn có những cái sự khác biệt rất lớn giữa những cái đất nước, ví dụ những cái nước đã phát triển, chúng
ta thấy những cái máy móc rất là hiện đại, trong khi những cái nước vùng kém phát triển hơn thì chúng ta những cái máy móc vẫn còn cũ kỹ. Vậy thì đâu là cái chất lượng, làm sao để cho cái việc siêu âm chúng ta nó mang một cái tính chuẩn mực trên toàn cầu? Chính vì vậy mà Hiệp hội siêu âm sản phụ khoa thế giới ISUS năm 2011 đã ra một cái gọi là cái guideline về cái hướng dẫn thực hành siêu âm quý 2, rồi những cái thực hành về siêu âm năm 2013 thì có hướng dẫn về siêu âm tim, và gần đây năm 2020 và 2021 thì có những cái khuyến cáo về siêu âm hệ thần kinh trung ương cũng như là những cái siêu âm đánh giá về cái sự tăng trưởng khoa thai nhi. Thì cái bài trình bày của Nguyên cũng sẽ dựa trên chủ yếu những cái guideline này. Vậy thì với một cái siêu âm hình thái học quý 2, mục đích của chúng ta là cái gì? Đơn giản, đầu tiên chúng ta phải xác định đây là một cái thai đang sống. Cái thứ hai là cái số lượng thai. Trong những cái trường hợp đa thai thì chúng ta phải xác định số bánh nhau. Chúng ta phải xác định tuổi thai, kích thước thai và làm một cái hình thái học cơ bản. Chúng ta sẽ đánh giá vị trí nhau cũng như là lượng nước ối. Và cái thời điểm theo ISUS khuyến cáo để chúng ta làm một cái hình thái học thai quý 2 tốt đó là trong khoảng 18 đến 22 tuần. Thì đầu tiên trước khi chúng ta cầm cái đầu dò lên để chúng ta bắt đầu khảo sát hình thái em bé, đầu chi như thế nào, tim bụng như thế nào, thì cái điều rất quan trọng là các anh chị phải nhận diện được em bé đang nằm trong bụng mẹ ở cái tư thế nào. Thì các anh chị có thể thấy đơn cử đây là 8 cái hình ảnh mà em bé có thể nằm ở trong bụng mẹ. Ví dụ đây là nằm ngôi mông với cái lưng ở phía bên phải người mẹ, hoặc đây là ngôi mông với cái lưng ở bên bên trái người mẹ. Có nghĩa là chúng ta phải xác định được em bé đang nằm ở tư thế nào, ở nằm một cái kiểu thế như thế nào trong bụng người mẹ. Tại sao mục đích chúng ta phải làm như vậy? Chúng ta làm như vậy để vì chúng ta cần biết là em bé ở cái phía này, là ví dụ như chúng ta đang thực hiện mặt cắt ngang bụng em bé thì chúng ta phải biết nửa này đây là cái nửa trên của bên phải của em bé. Ở đây nếu em bé đang tư thế này thì nửa trên là tư thế bên trái của em bé. Tại vì nó có những cái xác định những cái gọi là cái situs solitude của em bé để biết là em bé có bình thường hay em bé có những cái nguy cơ mà đặc biệt là dị tật tim. Vậy thì chúng ta làm sao để xác định được cái vị thế của em bé? Chúng ta sẽ dựa trên cái đầu và cái cột sống của em bé. Chúng ta đặt đầu dò ngay cái vùng bụng, vùng trên xương vệ thì chúng ta xác định đây là ngôi đầu. Sau đó chúng ta sẽ xác định cái cột sống nó nằm phía bên đây hay bên đây. Ví dụ chúng ta thấy lên một em bé cột đầu nằm dưới, cột sống nằm phía bên đây thì chúng ta biết rằng đây là cái tư thế của em bé dựa trên cái đầu và cái cột sống. Như vậy chúng ta sẽ biết rằng cái nửa trên của em bé này là nửa bên trái và cái nửa dưới là nửa em phải. Như vậy khi chúng ta thực hiện trên siêu âm, chúng ta cắt đầu tiên là ngay vùng bệ chúng ta thấy đầu thì chúng ta biết chắc chắn đây là nửa trên là nửa trái của em bé. Như vậy chúng ta sẽ phải thấy dạ dày nằm bên trái và tim trục bên trái và ở dưới là bên phải. Tương tự như vậy, ví dụ đây chúng ta thấy là một cái ca ngôi đầu nhưng mà cái cột sống nó là nằm phía bên trái của người mẹ. Như vậy chúng ta hiểu rằng nửa trên này của em bé là bên phải. Vậy thì khi chúng ta thực hiện siêu âm thì chúng ta phải hiểu rằng cái nửa trên này là nửa phải của em bé và giữa lưới này là nửa trái của em bé. Vậy thì khi chúng ta thực hiện cái mặt cắt chúng ta sẽ thấy dạ dày và tim trục bên trái, vì cái xác định cái trục của thai nó rất là quan trọng. Ví dụ đây là một cái trường hợp mà chúng ta sẽ dựa trên luôn luôn xác định cái situs của em bé từ cái tầng bụng sau đó lên tầng ngực. Thì trên cái mặt cắt ngang bụng, sau khi chúng ta đã xác định trái ở đây phải đây thì chúng ta sẽ cắt ngang bụng, chúng ta sẽ thấy cái dạ dày nó nằm bên trái. Cái đường giữa này chúng ta làm thực hiện một cái mặt cắt dọc từ nối từ đường kính trước sau, đây là có nghĩa đây là cột sống và đây là phía trước. Thì chúng ta phải thấy rằng cái động mạch chủ nó sẽ nằm ở trước cột sống và bên trái, tĩnh mạch chủ dưới nó sẽ nằm trước cột sống bên phải và đây là cái tĩnh mạch rốn nó đi vô trong gan và nó sẽ cong cái hướng về bên phải, nằm qua đây là cái xoang tĩnh mạch cửa. Thì sau đó chúng ta lên tầng ngực. Thì sau khi cũng dựa trên cái thế của em bé để xác định được đây là trái, đây là phải, thì cái trục tim là một cái rất là quan trọng vì trục tim nó sẽ liên quan đến dị tật tim. Cho nên chúng ta cũng xác định trục tim dựa trên cái đường nối từ đây là xương cột sống và đây ra ức. Thì chúng ta thấy cái trục tim có nghĩa là cái trục mà đi qua vách liên thất và vách liên nhĩ thì nó sẽ tạo một cái góc 45 độ cộng trừ 20 độ và nó xoay qua bên trái. Thì như vậy chúng ta biết đây là một cái trường hợp mà situs solitis có nghĩa là bình thường. À, thì như các anh chị thấy cái việc mà nhận diện coi em bé có nằm situs solitis hay là bị đảo ngược qua bên phải hoặc là dạ dày với tim nằm ngược hướng nhau thì chúng ta thấy rằng đối với cái gọi là situs ambiguous tức là dạ dày và tim nó hai cái nó nằm ngược nhau thì chúng ta sẽ thấy cái tần suất dị tật nó rất là cao. Cho nên cái việc mà xác định cái situs của em bé là một cái rất là
khá là đơn giản, chúng ta dễ thực hiện, nhưng mà chúng ta có thể gợi ý được những cái dị tật của thai. Ví dụ đây là một trường hợp sau khi chúng ta xác định trái phải, thì chúng ta thấy rằng đây là trái của em bé, bên phải của em bé, và chúng ta thấy rằng cái dạ tim thì quay trục bên trái nhưng mà dạ dày thì bên phải, hoặc là bên đây thì chúng ta xác định trái phải, trông thấy dạ dày bên trái nhưng mà tim xoay bên phải, có nghĩa là nó đã ngược nhau, và đây là một cái trường hợp nó sẽ có dị tật tim. Chúng ta không có cần, có thể chúng ta ở cái mức cơ bản chúng ta chưa có thể phát hiện được nó là dị tật tim là gì, nhưng mà chúng ta thấy cái bất thường trong cái vị thế của tim và dạ dày thì chúng ta biết đây là một cái ca mà có thể lên đến 90% dị tật tim, để chúng ta có thể hội chẩn cái chuyên gia coi tiền sản hoặc là hội chẩn tuyến trên. Rồi cái vấn đề thứ hai, khi các anh chị tiếp cận cái thai là các anh chị phải đo đạt sinh trắc học. Thì chúng ta đã quen thuộc với cái việc đo chu vi đầu, kích thước lưỡng đỉnh xương đùi và chu vi bụng. Thì các anh chị nhớ rằng cái việc đo đạt nó cũng rất là quan trọng. Chúng ta cần thực hiện những cái mặt cắt thật là chuẩn. Ví dụ như là mặt cắt đo đường kính lưỡng đỉnh là mặt cắt ngang đồi thị như thế nào. Chúng ta làm mặt cắt ngang xương đùi, chúng ta đặt cái vị trí con trỏ như thế nào. Hoặc chúng ta đặt cái chu vi bụng, chúng ta sẽ phủ ra ngoài da. Chu vi đầu chúng ta sẽ phủ ra ngoài da. Vì nếu chúng ta không có đặt đúng vị trí thì chúng ta sẽ dẫn đến chẩn đoán sai. Ví dụ chúng ta sẽ nói đầu em bé bị nhỏ, chân em bé bị ngắn, hoặc là em bé bị chậm tăng trưởng trong tử cung vì do cái bụng nhỏ, nhưng mà thật sự là do chúng ta đặt cái vị trí sai. Cái thứ hai là chúng ta phải dùng những cái bản chuẩn được khuyến cáo. Tại vì khi chúng ta đo đạt đúng mà chúng ta dùng cái bản chuẩn không đúng thì chúng ta có thể là em bé bình thường. Các anh chị như thấy hay thấy là ở Việt Nam mình là hay dùng cái bảng của hạt lóc, thì cái xương đùi em bé 3 tháng cuối là nó hay bị rơi xuống những cái chuẩn dưới lắm, cho nên rất là bị cái chẩn đoán cái chân chân đùi ngắn rất là nhiều. Và sau khi chúng ta dùng cái số đo chuẩn thì chúng ta sẽ ước lượng cái cân nặng thai nhi. Thì chúng ta cũng cần lưu ý rằng cái việc ước lượng cân nặng thai nhi trên siêu âm nó chỉ là ước lượng và nó sai số đó đến 10 đến 15%. Cho nên các anh chị sẽ thấy rằng mình sẽ phải lưu ý cái việc chính xác trong cái việc ước lượng cân nặng, ngay cả khi chúng ta đã đo chuẩn nhưng mà cái công thức nó vẫn có những cái sai lệch. Và cái việc mà ở quý 2 chúng ta đo đạt để xác định cái công thức, để xác định cái cân nặng như vậy nhằm mục đích chúng ta sẽ nhận diện ra được những cái thai có kích thước nhỏ từ quý 2. Thì lưu ý với các anh chị một cái điều là khi các anh chị trước khi các anh chị làm thì các anh chị cần phải nhập cái ngày dự sinh đúng, thì để máy mới hiểu được rằng ví dụ đây là một cái dự sanh theo cái siêu âm quý 1 theo khuyến cáo của ISUS, cái khuyến cáo mới về cái siêu âm đánh giá sự tăng trưởng và sinh trắc học của thai, thì khuyến cáo rằng cái dự sanh chính xác nhất là trong khoảng 8 đến 13 tuần 6 ngày. Đó. Có nghĩa là ở cái thời điểm sớm hơn, có thể là cái thời điểm sớm hơn, nhưng mà tối thiểu là cái phôi phải 10 mm, thì các anh chị có thể dự sanh theo cái siêu âm sớm. Và sau khi có cái dự sanh theo quý 1 thì đây là cái dự sanh chính xác nhất. Và khi ở thời điểm quý 2 hay quý 3, trước khi mình cầm cái đầu dò lên thì mình sẽ nhập những cái thông tin của thai phụ, mà trong đó cái ngày dự sinh là theo quý 1. Thì cái máy nó sẽ hiểu rằng đây là một cái thai theo dự sanh ví dụ 4 tháng 9 năm 2020 thì như vậy nó là 19 tuần 3 ngày. Và cái số đo của thai nó sẽ nằm ở trong cái bách phân vị nào so với cái tuổi thai này, thì như vậy chúng ta mới biết rằng cái số đo này nó nằm trong giới hạn bình thường hay là nó bị nhỏ hay nó lớn hơn bình thường. Do đó cái việc mà trước khi mình làm siêu âm thì mình phải xác định thật chính xác cái ngày dự sanh theo siêu âm quý 1 và sau đó mình nhập vào máy. Bây giờ mình sẽ vào cái mục đích chính của cái việc mà tiếp cận siêu âm hình thái học bằng 20 mặt cắt. Thì cái mục tiêu của cái việc siêu âm tiếp cận 20 mặt cắt này là gì? Đầu tiên chúng ta phải biết cách thực hiện 20 cái mặt cắt như thế nào một cách chuẩn mực. Thứ hai là sau khi chúng ta thực hiện rồi thì chúng ta phải nhìn quen thuộc, phải nhận diện ra được những cái cấu trúc như thế nào gọi là bình thường trong một cái cấu của mỗi cái mặt cắt đó. Thì sau khi chúng ta đã quen thuộc với những cái hình ảnh bình thường trên mỗi mặt cắt, ví dụ khi cái mặt cắt ngang đầu thì chúng ta thấy cái gì, ví dụ mặt cắt ngang bụng chúng ta thấy cái dạ dày ở vị trí này, cái tĩnh mạch rốn nó cong về bên phải, nó hướng về bên kia, thì có nghĩa khi chúng ta nhìn quen với những cái hình ảnh bình thường thì tự nhiên nó có cái hình ảnh bất thường thì chúng ta biết càng như vậy là nó bất thường. Sao cái dạ dày không nằm bên trái mà cái dạ dày qua bên phải? Mình quen với cái cấu trúc ví dụ như là cái hố sau bình thường nó phải vậy, tự nhiên bây giờ hố sau nó hình lỗ chìa khóa, như vậy chúng ta biết ngay là gì, nó không phải là bình thường. Thì như vậy ở cái siêu âm, ở cái gọi là siêu âm basic của cái khai ruột, họ nói là các anh chị chỉ quen thuộc với những cái ảnh bình thường, như vậy các anh chị sẽ nhận ra được những cái bất thường, các anh chị không nhất thiết phải chẩn đoán chính xác nó là cái bất thường gì. Vậy thì Nguyên sẽ đi vào 20 cái mặt cắt theo trình tự, thì đầu tiên mình sẽ tiếp cận từ đầu, có nghĩa là từ cái cột sống, sau đó mình sẽ xuống cái đầu, rồi mình đi xuống cái ngực,
mình đi xuống cái bụng, chậu, chi và cuối cùng mình lại quay lên cái mạch. Thì đó là theo cái trình tự 20 mạch cắt. Thì đầu tiên là mình sẽ khảo sát cột sống ha. Thì các anh chị có cần theo ISO kháo cáo thì các anh chị phải thực hiện mạch cắt dọc, đi dọc suốt từ trên xuống dưới đến cái vùng xương cùng cục, và các anh chị thực hiện mạch cắt coronal và các anh chị sẽ thực hiện mạch cắt ASEAN. Từ trên xuống dưới thì các anh chị cũng sẽ thấy cái hình dạng những cái hóa vôi hai bên và những cái hóa vôi của thân sống nó sẽ khác nhau ở mỗi cái vị trí. Thì khi các anh chị khảo sát mạch cắt dọc giữa thì các anh chị có thể thấy rằng các anh chị cần đánh giá rất quan trọng, đó là cái sự liên tục của cái da, cái vùng xương, vùng sau lưng, vì nó sẽ có những cái bất thường, ví dụ như những cái chẻ đôi đốt sống thể hở thì mình sẽ thấy nó khuyết, nó mất liên tục, nó có cái khối, hoặc là những cái thuốc đông xẻ kính thì mình cũng có thể thấy cái hình ảnh cái da nó bị dài lên. Và một cái nữa đối với những cái máy khá là chuẩn thì chúng ta có thể thấy bên trong cái chóp tủy, vì đây là một cái mốc cũng khá quan trọng khi các anh chị để phát hiện những cái tật mà ví dụ như là chẻ đôi đốt sống thể kính, khi mà chúng ta không có những cái dấu hiệu trên đầu hoặc trên ngực. Cho nên đối với cái mặt cắt dọc giữa thì các anh chị cần lưu ý hai cái, đó là cái sự ngoài cái sự hiện diện của những cái đốt sống liên tục không bị biến mất ha, liên tục từng cặp, và các anh chị phải đánh giá cái lớp da, đây là một cái dấu nguy hiểm rất là quan trọng khi các anh chị phát hiện những cái tật chẻ đôi đốt sống, và thứ hai là cái chóp tủy bên trong. Thì ví dụ đơn cử một số cái bất thường, ví dụ đây là một cái chẻ đôi đốt sống thể kính, thì các anh chị sẽ thấy là cái da nó phủ ngoài nó khá là dài. Đây là những cái trường hợp chẻ đôi đốt sống thể kính ha. Đây là một cái khối thoát vị rất lớn, và đây là một cái chẻ đôi đốt sống thể hở. Cho nên khi các anh chị cắt dọc cột sống thì các anh chị đã có thể nhìn phát hiện những cái bất thường như vậy. Hoặc trên cái mặt cắt coronal, tại sao các anh chị nói người ta vẫn nhấn mạnh các anh chị cần phải coi những cái mặt cắt coronal, vì anh chị sẽ thấy có những cái bất thường mà gọi là thân sống hình bán nguyệt, hoặc là những cái khuyết nửa thân đốt sống đó, thì các anh chị thấy trên đây các anh chị sẽ thấy hình ảnh những cái đốt sống, đây là nó bị một cái diện rất là rộng. Cho nên cái hình ảnh quen thuộc với những cái hình ảnh cái cặp đôi song song đi đều nhau, thì khi mình nhìn như vậy là mình biết nó có bất thường. Rồi các anh chị nhớ lưu ý là khi cột sống các anh chị cũng phải đi tận cùng tới cái xương cùng cột. Ví dụ đây là một cái búa khoái cùng cột ha, nó khác với cái hình ảnh chẻ đôi đốt sống là vì các anh chị thấy đây là cái nó nằm gần như cái da nó liên tục, và các anh chị sẽ thấy đây là cái sống này nó không có bị khuyết xương ha, nó vẫn hội tụ ngay cái vùng cùng cột đó. Trên mặt các coronal các anh chị cũng thấy rất là rõ những cái sốt sống nó hiện diện và nó hội tụ lại với nhau, thì đây là một cái ca bị búa khoái vùng cùng cột. Bây giờ mình sẽ đi lên trên, đầu tiên là những cái mặt cắt trên đầu. Thì các anh chị đã rất là quen thuộc với ba cái mặt cắt trên đầu, nhưng chỉ nhắc lại một chút xíu thôi. Thì các anh chị sẽ thấy đầu tiên là những cái mặt cắt ngang, mặt cắt ngang của não thất là cái mặt cắt đầu tiên. Các anh chị đi từ trên đỉnh đầu đi xuống ha. Thì trên cái mặt cắt ngang não thất các anh chị cần thấy những cái gì? Các anh chị sẽ thấy đây là hai cái sừng trán của não thất bên. Nó cái hình dấu phẩy và bên trong nó chứa cái dịch não tủy ha, và nó được tách ra ở giữa này là hộp vách trong suốt. Đây là một cái cấu trúc rất là quan trọng, mình phải luôn luôn nhìn thấy. Đó là cái hộp vách trong suốt và nó hiện diện trong cái tuổi thai là từ 17 đến 37 tuần. Và cái vị trí mà các anh chị cũng cần quan trọng đó là cái ngã ba não thất, tức là cái sừng chẩm não thất bên. Thì các anh chị đây là cái vị trí mà mình cần phải đo trong những cái mình đo một cách thường quy ha, tại vì khi những cái giãn não thất thì mình sẽ biết là mình sẽ đo dựa trên cái vị trí đo của cái ngã ba não thất này để mình phát hiện là nó có bị giãn não thất hay không. Thì theo ISUG đo cái vị trí não thất sừng chẩm này á, tức là cái ngã ba não thất này á, mình sẽ đặt cái vị trí con trỏ tiếp xúc ở trong của cái trục và mình vuông góc với cái trục của não thất bên. Mình sẽ vuông góc với cái trục não thất bên và tiếp xúc trong trong. Và mình sẽ đặt ngay cái vị trí có thể là dẫn đến chẩm hoặc là ngay cái cuộn của cái đám với mạch mạc. Thì theo cái highlight, cái hướng khuyến cáo 2020 thì người ta nó đặt ngay cái cuộn của cái đám rối mạch mạc này. Thì như vậy khi các anh chị mặc cắt ngang não thất, các anh chị đã quen thuộc với cái hình ảnh não thất bên bình thường. Thì như vậy một cái ca giãn não thất các anh chị cũng thấy, ví dụ đây là một cái giãn não thất, hoặc đây là một cái dạng não thất mà dạng corpuscularly trong cái bất sản thể chai ha, thì các anh chị sẽ thấy hình ảnh giọt nước. Cho nên khi mình đã nhìn quen thuộc với cái hình ảnh bình thường thì vậy mình biết đây là nó bất thường, mình nhận diện được đâu là cái não thất bên, thì mình thấy đây đám rối mạch mạc, như vậy đây là cái não thất và mình phát hiện đây là một cái trường hợp dạng não thất. Rồi cái mặt cắt thứ hai là các anh chị sẽ, đây là mặt cắt đo đường kính lưỡng đỉnh, các anh chị dịch chuyển chút xíu thì những cái cấu trúc các anh chị cần phải luôn nhận diện đó là đồi thị, hộp vách trong suốt. Hộp vách trong suốt ở đây các anh chị cũng còn thấy cái sừng trán và đây là thung lũng synovial. Thì cái thung lũng synovial thực sự là một cái cấu trúc các anh chị cũng phải rất
là để ý ở cái thời điểm 22 tuần khi mình khảo sát hình thái học thì các anh chị để ý là nó sẽ có cái hình hộp gần như là cái góc hơi hơi tù, và đến khoảng 24 tuần thì nó dựng lên, nó vuông hơn và sau đó thì nó lõm. Thì đây là một cái dấu hiệu có thể nói gần như là trên siêu âm mà nó giúp cho mình nhận diện những cái bất thường, ví dụ như trong những cái rối loạn phát triển như là nhãn não. Thì đây là một cái ca minh họa, mình quen thuộc với cái hình ảnh cái hộp phát trong suốt ở thời điểm 22-24 tuần, có nghĩa là nó hơi lõm một chút xíu. Thì các anh chị thấy bên đây là cái hình ảnh hộp phát trong suốt, xung lũng synovial, nó không có tương ứng với tuổi thài. Cho nên cái việc mà trên cái mặt cắt đồi thị, các anh chị phải luôn để trong đầu là đồi thị hộp phát trong suốt và thung lũng synovial. Thì các anh chị thấy đây là một cái rãnh synovial bình thường so với tuổi thai 22-24 tuần. Và đây là một cái rãnh synovial nó không phù hợp. Ha, thì mình sẽ phải coi kỹ lại, gọi là mình phải siêu âm lại là siêu âm chuyên sâu hệ thần kinh trung ương, và có thể nhiều khi mình phải làm thêm những cái xét nghiệm cộng hưởng từ. Cái mặt cắt thứ ba thì từ này mình sẽ chết chéo ra phía sau, thì mình khảo sát cái vùng hố sau. Thì trên đây các anh chị nhớ rằng cái tiểu não sẽ có cái hình ảnh con bướm, cánh bướm ha, là hai bên này hai cái bán cầu tiểu não, và ở dưới này là cái thùy nhộng, nó sẽ kết nối ở giữa. Và các anh chị nhớ cái system mặt na là một cái cấu trúc dứa dịch nằm phía sau mà kích thước nó luôn luôn dưới 10 mm trên trên mọi tuổi thai. Và ngoài ra mình trên mặt cắt này mình cũng còn thấy đồi thị hộp phách trong suốt và sừng trán của não thất bên. Thì đây là một cái hình mình focus vô cái hố sau bình thường, mình sẽ thấy đây là tiểu não, hai bán cầu tiểu não thì nhộng ở giữa phản âm nhầy hơn, đây là bể lớn hố sau. Và đây là một cái hình hố sau bất thường có hình ảnh lỗ chìa khóa ha, và trong đây có một cái dạng túi vách ở trong đây, có thể là năng plex hay nó tiểu sản thùy nhộng hay cái andy worker, thì mình sẽ phải thực hiện những cái mặt cắt dọc trên siêu âm hệ thần kinh chuyên sâu. Thì các anh chị lưu ý trên cái mặt cắt tiểu não, các anh chị có một cái thông số các anh chị cần đo, đó là cái nếp gấp da gáy. Thật sự thời điểm hiện nay mình đã sàng lọc quý 1 rất là nhiều bằng cái số âm đo độ mờ da gáy, nhưng vẫn có những một số trường hợp ở quý 1 các anh chị đo NT nó bình thường, nhưng mà đến quý 2 thì các anh chị thấy là cái hình ảnh của cái da gáy nó dài. Thì mình đi xuống dưới ngực thì ai suộc họ khuyến cáo các anh chị chỉ cần làm những cái mặt cắt gì, thứ nhất là mặt cắt bốn buồng, thứ hai là mặt cắt buồng thoát thất trái, mặt cắt buồng thoát thất phải, và mặt cắt ba mạch máu khí quản. Thì mặt cắt bốn buồng á, thì trên mặt cắt bốn buồng các anh chị cần gọi là nhận diện những cái gì. Các anh chị sẽ coi vị trí của tim có phải nó nằm ở 1/3 trước của bên cái thành ngực bên trái hay không, kích thước tim như thế nào, và mình sẽ nhận diện đầu tiên đó là cái sự đối xứng hai bên đều nhau của tim bên trái và tim bên phải. Chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh morphology của thất trái nằm bên trái, hình ảnh morphology của thất phải nằm bên phải. Chúng ta sẽ nhìn coi cái vách liên thất nó có nguyên vẹn hay không. Một cái rất quan trọng đó là cái gối nội mạc ở đây, chúng ta phải thấy nó nguyên vẹn. Đây là cái hình ảnh tâm nhĩ trái bình thường như thế nào, nó sẽ có ít nhất cái tình hai tĩnh mạch phổi đổ vào. Chúng ta sẽ thấy cái lỗ bầu dục. Thì đây là một cái mặt cắt bốn buồng ha, vừa 2D vừa Doppler, thì các anh chị sẽ nhận diện ra. Thì các anh chị sẽ thấy rằng, ví dụ nhìn đây thì các anh chị sẽ thấy đầu tiên là kích thước tim như thế nào, vị trí tim như thế nào, trục tim như thế nào. Rồi các anh chị sẽ coi hai thất đều nhau, hai nhĩ đều nhau, dạng buồng thất trái bên đây trái, dạng buồng thất phải bên phải. Rồi chúng ta sẽ coi vách liên thất, sự đóng mở của van hai lá, ba lá. Ha. Rồi đây là cái gối nội mạc, đây lỗ bầu dục, đây là tâm nhĩ phái bình thường, tâm nhĩ trái bình thường với có cái tĩnh mạch phổi đổ vào phía sau. Đó. Và trên đây thì chúng ta cũng sẽ phổ Doppler. Ví dụ bây giờ chúng ta đã quen thuộc với hình ảnh như vậy rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái mặt cắt bốn buồng này, chúng ta thấy cái gì? Ví dụ trục tim như thế nào, kích thước tim như thế nào, có vẻ là cái trục này nó xoay gần như là gần 90 độ. Thì chúng ta sẽ thấy đây cái gối nội mạc đây nó không có bình thường, nó bị mất rồi ha. Thì đây là một cái trường hợp kinh nhĩ thất. Hoặc đây là một cái trường hợp các anh chị cũng thấy cái trục tim, đầu tiên mình nhìn vô kích thước tim, trục tim như thế nào, rồi dạng buồng thất trái với bên phải hai bên có đối xứng với nhau không, hoàn toàn không có đối xứng gì hết. Và chúng ta thấy gần như bên đây là cái tim bên trái nó bị teo ha, và nó dạng như là một cái tim một thất. Đây cũng vậy, có nghĩa là các anh chị đã quen thuộc với cái mặt cắt bốn buồng bình thường thì các anh chị sẽ thấy ra đây là một cái mặt cắt bốn buồng bất thường đó, với một cái dạng kinh nhĩ thất thể không đối xứng. Trên cái mặt cắt bốn buồng tim á, thì các anh chị cần quan trọng một cái nữa là phổi ha. Ví dụ anh chị nhìn đây là một cái trường hợp cái phổi bên trái nó bị phì đại và nó đẩy cái tim sát qua bên thành ngực bên phải, vì cái tim nó sai lệch vị trí, đó là do cái phổi nó bị phì đại ha. Hoặc đây là nó do bị thoát vị hoành, cái tim nó bị destrocardiac thì nó bị đẩy qua một
bên, chứ không phải là tim nó xoay trục trong những cái bất thường dị tật tim mà do những cái bất thường ở ngoài nó push vào. Cho nên trên cái mặt các bốn buồng các anh chị phải coi vị trí tim là như vậy và coi thêm cái phổi. Bây giờ tiếp là cái mặt các buồng thoát thất trái thì theo ISO các anh chị rất là quan trọng, đó là các anh chị đánh giá cái sự liên tục của vách liên thất và đại động mạch và cái sự đóng mở nhịp nhàng của cái van động mạch phổi, có nghĩa nó không bị dày và nó đóng mở một cách bình thường. Ví dụ anh chị thấy đây là một cái mặt cắt buồng thoát thất trái ha, dạng đây dạng buồng thất trái, dạng buồng thất phải và đây vách liên thất, thì các anh chị phải nhìn cho quen được với cái hình ảnh thất trái từ đây đi ra cái dạng động mạch mà nó không chia đôi vì đây là động mạch chủ ha. Và anh chị sẽ thấy cái sự liên tục của vách liên thất đại động mạch, sự liên tục của vách liên thất đại động mạch, đây là một cái hình ảnh rất là quan trọng trên mặt cắt buồng thoát thất trái. Thì khi mà các buồng thoát thất trái, một cái điều rất quan trọng là các anh chị lưu ý cái kỹ thuật đó. Thì khi cái mặt các buồng thoát thất trái mà với cái vách liên thất nằm ngang, cái sóng cái buồng thất phải nằm trên, thì cái động mạch chủ nó sẽ đi lên, cho nên cái sóng siêu âm nó vuông góc và chúng ta sẽ nhìn rất là rõ những cái động bất thường, ví dụ như thông liên thất lịch hàng hay là những cái động mạch chủ cưỡi ngựa vân vân. Thì anh chị thấy đây là một cái thông liên thất lịch hàng hay là các động mạch chủ cưỡi ngựa đó. Thì các anh chị mà phải cắt ở cái mặt cắt chuẩn thì chúng ta sẽ nhận diện được cái sự liên tục hay là mất liên tục. Cái mặt cắt thứ hai đó là cái mặt cắt buồng thoát thất phải. Thì trên cái mặt cắt buồng thoát thất phải, cái điều rất quan trọng, tại sao mình nói đây là cái buồng thoát thất phải, thì mình đi ra mình thấy một cái động mạch chia đôi, có nghĩa là đây là động mạch phổi. Như vậy từ thất phải nó đi ra động mạch phổi, muốn nói đây là động mạch phổi thì phải thấy chia đôi. Cho nên khi các anh chị cắt buồng thoát thất phải thì các anh chị phải thấy ngay cái sự chia đôi, thì đảm bảo đây là một cái trường hợp từ thất phải đi ra động mạch phổi, và nó có nghĩa là chúng ta có thể loại trừ những cái trường hợp gì hoáng vị đại động mạch. Và chúng ta cũng phải để ý cái lá van của động mạch phổi ha, vì các anh chị thấy có những cái trường hợp hẹp van động mạch phổi không dễ chẩn đoán, cho nên chúng ta phải để ý ngoài cái kích thước van nó, cái kích thước động mạch phổi nó nhỏ hay không, chúng ta còn phải để ý cái van nó đóng mở như thế nào. Thì ví dụ đây là cái mặt cắt buồng thoát thất phải ha, thì các anh chị sẽ thấy từ thất phải đi ra, đây là van động mạch phổi, đây là động mạch phổi, và chúng ta thấy ngay là nó chia đôi, đây là động mạch phổi phải và đây là động mạch phổi trái và đây là động mạch chủ. Thì trong cái khi mà chúng ta cắt hai buồng thoát, một cái điều rất quan trọng là các anh chị sẽ thấy rằng hai cái đại động mạch nó chéo nhau. Đó, ví dụ đây là động mạch thất trái đi ra, động mạch chủ đi ra, và trên đây thất phải động mạch phổi đi ra, và hai cái các anh chị thấy nó chéo nhau, nó bắt chéo nhau. Vậy thì khi các anh chị thấy rằng không có cái sự bắt chéo từ hai thất đi ra, hai cái đại động mạch nó đi song song như vậy, thì nó sẽ chẩn đoán là gì? Hoáng vị đại động mạch. Ngoài cái chi tiết là từ thất phải đi ra, các anh chị phải thấy cái động mạch nó chia đôi, thì chúng ta phải thấy cái hình ảnh gọi là hai cái đại động mạch nó đi song song với nhau hay là nó có cái sự bắt chéo, và khi nó đi song song như vậy thì gợi ý đến một cái là hoáng vị đại động mạch. Và cái mặt cắt tim cuối cùng các anh chị cần đánh giá đó là mặt cắt ba mạch máu khí quản, hay là trước đó thì nó sẽ có cái mặt cắt ba mạch máu. Thật sự ba những cái mặt cắt này nó đi gần gần với nhau, thì cái mặt cắt ba mạch máu khí quản thực sự là một cái mặt cắt các anh chị rất là dễ thực hiện. Từ bốn buồng các anh chị chỉ dịch chuyển đi lên phía trên đỉnh đầu chút xíu, không cần xoay trở như là hai buồng thoát, mà anh chị chỉ cần dịch chuyển lên trên đầu chút xíu thì anh chị sẽ ra mặt cắt ba mạch máu. Thì mặt cắt ba mạch máu các anh chị sẽ thấy phía trước này là tuyến ức, đây là động mạch phổi, động mạch chủ. Các anh chị sẽ coi cái sự liên quan giữa ba cái mạch máu đó là gì, động mạch phổi, động mạch chủ và tĩnh mạch chủ trên, và nó sẽ đi theo thứ tự kích thước hơi giảm dần, nó sẽ thành hình chữ V và nó nối nhau. Sau đây là cái ống động mạch, thì anh chị sẽ thấy nó sẽ cái động mạch chủ nó sẽ đi trước khí quản, và anh chị chỉ thấy ba mạch máu mà thôi. Thì đây là cái mặt cắt ba mạch máu khí quản ha, anh chị thấy động mạch phổi, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ trên, và đây là khí quản, nó sẽ theo thứ tự kích thước phổi hơi lớn đến động mạch chủ đến tĩnh mạch chủ trên, và động mạch chủ nó sẽ đi trước, đây là khí quản ha, và hai cái nó sẽ nhập vào hình chữ V. Anh chị cũng sẽ phổ Doppler màu lên để các anh chị thấy cái hình ảnh nó đi cùng màu với nhau. Đây là một cái rất là quan trọng mà nó gọi là chữ V cùng blue hoặc là red tùy theo cái hướng của cái cột sóng ha. Ví dụ đây là cái cột sóng sau thì cái dòng chảy nó đi xa ra trên màu xanh, còn đây cái cột sóng nằm trước thì cái dòng chảy nó đi hướng về thì nó sẽ ra màu đỏ. Thì trên cái mặt cắt 4 và 3 mạch máu khí quản này thực sự nó cho các anh chị rất là nhiều thông tin. Ví dụ đây là một cái ca cung động mạch chủ bên phải, nó không phải hình chữ V hoặc mà là chữ U. Hoặc là trên đây các anh chị sẽ thấy nó không có, nó hai cái phổ này nó ngược nhau, nó không có còn cùng màu. Đây là một cái ca hẹp chủ, thiểu hồi chứng thiểu sản tim trái, và anh chị thấy cái động mạch phổi đây và động mạch chủ đây nó rất là nhỏ, và cái dòng máu nó đi sẽ đi ngược chiều từ bên phổi nó đi qua bên chủ. Cho nên các anh chị quen thuộc với cái mặt cắt ba mạch máu về
số lượng, kích thước, sự xếp thẳng hàng như thế nào, thì khi các anh chị thực hiện cái mặt cắt ba mạch máu nó có những cái bất thường thì anh chị sẽ biết được. Rồi các anh chị đi xuống bụng, thực sự đây là một cái mặt cắt mà các anh chị nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà thực càng về sau nó càng có càng rất là nhiều thông tin ở đây ha. Và nhiều cái các anh chị không để ý, ví dụ như đầu tiên thì các anh chị cũng phải xác định trái phải để anh chị biết nàng dạ dày bên trái động mạch chủ ha, như cái tầng mà nãy xác định sai tớt mình đã giới thiệu với anh chị. Đây là dạ dày bên trái động mạch chủ nằm trước cột sống bên phải, tĩnh mạch chủ dưới nằm trước bên phải. Và anh chị thấy một cái điều là cái tĩnh mạch rốn ở ngoài nó đi vào ha, nó thành tĩnh mạch trong gan mà nó sẽ cong qua đây thành bên đây, nó thành là cái xoang của hệ cửa. Thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ cong hình chữ G và nó quay về hướng bên phải. Khi các anh chị thấy nó không quay về hướng bên phải, nó quay bên trái là tồn tại tĩnh mạch rốn bên trái, hoặc là nó bị mất cục ở đây thì coi chừng nó thiểu sản hay là bất sản cái hệ cửa, vân vân. Thì sau khi bụng thì các anh chị đi xuống, các anh chị phải coi ngay cái vị trí dây rốn cắm. Thực sự đây là một cái mốc cũng rất là quan trọng, vì các anh chị phải phát hiện những cái gì, những cái thoát vị rốn, những cái hở thành bụng, hoặc những cái lộn bằng quang, hay là những cái tồn tại nang điền rốn, hoặc ví dụ có những cái bất thường, ví dụ như là gì, một là dây rốn một động mạch, thì các anh chị phải phổ đốt lơ màu lên thì các anh chị mới thấy. Thì trên mặt cắt ngang bụng, ví dụ anh chị thấy đây là một cái hình ảnh bóng đôi dạ dày thông nhau, hẹp trong hẹp, hẹp thực hẹp tá tràng, hoặc đây là một cái hình ảnh dạ dày nhỏ đi kèm một cái đa ối, nó rất gợi ý một cái hẹp thực quản. Cho nên trên cái mặt cắt dạ dày các anh chị phải luôn thấy cái cấu trúc của dạ dày, hình ảnh một cái bóng đôi dạ, một cái hình ảnh dạ dày mà thôi. Khi nó nhỏ hoặc khi nó có hình bóng đôi thì nó sẽ gợi ý những cái tắc nghẽn đường tiêu hóa. Đây là một cái ca bị thoát vị rốn mà các chị thấy nó khá là tế nhị, vì cái thoát vị nó là cái ruột nó hơi nhỏ, cho nên nếu chúng ta không có để ý mà chúng ta không có focus những cái vị trí dây rốn cắm ha, chúng ta chỉ lướt qua cái bụng và đi xuống cái chậu thì có thể chúng ta sẽ bỏ sót một cái thoát vị rốn nhỏ mà chứa ruột. Và đặc biệt là khi ví dụ em bé này mà nó nằm úp lại thì các chị thấy rất là dễ sót. Cho nên mình phải đi theo trình tự và mình nhớ ở mỗi cái mốc đó mình phải cần coi cái gì. Còn ví dụ như thoát vị rốn mà cái khối chứa gan như vậy á, hoặc đây là một cái hở thành bụng thì các anh chị sẽ không có sót, nhưng mà những cái thoát vị rốn mà nó chứa một cái chút xíu ruột nhỏ các anh chị có thể bị sót đó. Rồi các anh chị xuống dưới bằng quang thì các anh chị thấy có những cái bất thường bằng quang hệ niệu, ví dụ đây là những cái nang thoát vị nang niệu ha, có những cái khối echo trống trong bằng quang vân vân. Thì mình nhìn quen thuộc với những cái ảnh bình thường thì khi mình thấy đây mình biết nó là bất thường. Rồi mình tiếp theo là mình sẽ coi chi. Chi trên, chi dưới, ví dụ chi trên các anh chị phải coi xương cánh tay, xương cẳng tay đủ hai xương hay không, bàn tay đủ xòe năm ngón hay không. Rồi các anh chị mặc dù routine của cái thời điểm này á, tại các anh chị thấy cái routine của quý 1, quý 2 là cái guideline năm 2011, cho nên là thời điểm này đó là việc đánh giá cái bàn tay từng đếm từng ngón thì không có khuyến, không phải là routine, nhưng mà thật sự Nguyên thấy càng ngày thì các anh chị thấy rằng cái yêu cầu của sự ôm càng cao. Nếu các anh chị là làm ở tuyến trên ha, thì mình cũng phải đếm ngón tay coi bàn tay có xòe hay không. Rồi ví dụ như xương đùi, xương cẳng đủ hai xương hay không, rồi bạn cả xương xương cẳng chân. Và đặc biệt là các anh chị phải coi cái mối liên hệ của cái tư thế với chi. Nó có bị co vô người hay nó bị gập hay không, nó có những cái bất thường tư thế mà nhiều khi các anh chị bỏ sót. Các anh chị thấy cái điều quan trọng là các anh chị phải coi cái xương đùi, mà anh chị lưu ý giùm Nguyên là cái xương đùi trên, xương đùi dưới nữa ha. Đó, nhiều khi nó bị cái xương đùi dưới đó, cho nên là mình phải luôn để ý. Ví dụ đây là một cái xương đùi cong đó, thì mình thấy vậy mình biết nó bất thường, mặc dù nhiều khi á mình coi không có, mình không có, có coi kỹ, mình có vẻ hơi loáng qua, hoặc là cái xương mà nó bị gãy này nó nằm phía dưới á, thì các anh chị sẽ thấy là nhiều khi mình bỏ sót, mà nhiều khi một cái bệnh lý phức tạp hơn như tạo xương bất toàn chẳng hạn. Ở đây một cái ca bị dính ngón và đa ngón chân, anh chị thấy là nó có 6 cái ngón vừa dính mà vừa đa ngón ha, cho nên các anh chị phải coi. Hoặc là anh chị thấy những cái tay nó bị chồng ngón, cho nên nó thời điểm quý 2 các anh chị phải luôn thấy cái hình ảnh bàn tay xòe ra. Đó, mà cái tay các anh chị thấy khi mà nó nắm như vậy á, là ngoài cái việc có khi có những lúc nó nắm nhưng mà nó không bao giờ nó chồng lại các anh chị ha. Các anh chị nhìn cái đây là những cái ngón tay nó bị chồng vô nhau overlap, thì nó khác với bàn tay nắm. Cho nên là mình show âm mình phải ý đến xương đùi, xương cánh tay, xương cẳng tay đủ hay không, nó có bị khèo vô. Đây là cái tay nó bị khèo rồi mà nó còn thêm nó bị nắm như vậy nữa ha, thì nó sẽ gợi ý. Mà nhiều khi anh chị thấy là những cái bất thường khá là nghiêm trọng đó. Hoặc là ví dụ đa ngón, bây giờ siêu âm ra mà dư ngón tay người ta cũng khiếu kiện mình ở đó, cho nên ví dụ mình phải để ý đếm ngón. Ví dụ đây là một cái dư ngón sau trục, và đây là một cái tay khèo, tức là cái nhóm bệnh mà bị khuyết cái vùng xương 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 quay ha, thì các anh chị thấy hai tay, hai cái xương cẳng nó ngắn. Cho nên khi mình thấy tay khèo mình nhớ để ý,
cái vùng xương cẳng này nó có bất thường hay không. Nó rất là nhiều khi nó vô cái hội chứng mà khiếm khuyết cái vùng xương cẳng tay ấy, là các anh chị thấy ngoài cái tay khèo nó có cái xương cẳng tay nó bị ngắn nữa ha. Và quan trọng Nguyên nhắc các anh chị đó là cái tư thế chi. Đây là một cái ca mà anh chị thấy nó bị luôn ở cái tư thế gọi là nó xếp bằng hoa sen, hoặc đây các anh chị thấy là nó gọi là bệnh lý cứng khớp. Thì nếu mà nó có trên hai cái khớp thì anh chị thấy đây là cái khớp gối nó duỗi ra, nó có thể trong cái nhóm akinesia. Cho nên những khi mình siêu âm các anh chị thấy là đây chân khèo, mà các anh chị không để ý đây là hai cái chân luôn ở cái tư thế duỗi cố định như vậy, nó sẽ là một cái bệnh lý nghiêm trọng hơn là một cái chân khèo. Nó chân khèo nó tiên lượng nó rất là tốt, nhưng mà anh chị sẽ thấy là mình sẽ thấy cái chân nó co duỗi chứ nó không luôn luôn duỗi như vậy. Thì cái tư thế chi cũng rất là quan trọng. Và cuối cùng thì mình vô cái mặt ha. Thì các anh chị thấy trên cái mặt mình cắt là mình sẽ cắt đầu tiên là mặt cắt vành. Mình đi từ trên xuống dưới, mình sẽ coi mắt, xương môi trên, rồi mũi, xương hàm dưới. Ha. Thì ví dụ đầu từ trên mắt thì các anh chị nhớ dùng nguyên, các anh chị coi nhãn cầu, các anh chị phải luôn luôn cắt mặt cắt, gọi là mặt cắt coronal, mặt cắt vành. Để anh chị nhìn thấy nó có hai nhãn cầu. Với cái khoảng gian hốc mắt mình đo dạng khoảng gian hốc mắt trong như thế nào, khoảng gian hốc mắt ngoài như thế nào, mình sẽ đo để mình phát hiện là những cái tập mắt xa nhau, những cái mắt gần nhau. Các anh chị cũng phải để ý gì, hai con mắt, hai cái nhãn cầu nó có những cái tập mắt nhỏ ha, hoặc là những cái đục thủy tinh thể vân vân. Thì như vậy mình phải thực hiện mặt cắt vành để mình coi. Thì ví dụ đây các anh chị thấy nó chỉ có một lỗ mũi, một cái ca holo lobar thể hiếm gặp. Và anh chị sẽ thấy nè, nó chỉ có một cái lỗ mũi như cái ca này đang như hình vẽ này. Nếu anh chị không coi kỹ cái mũi thì anh chị có thể bỏ sót những cái bất thường rất là tế nhị, tại vì những cái thể đó nó không phải là biểu hiện hồ lô rõ. Anh chị thấy trên mặt cắt vành này, anh chị thấy đây là một cái sức môi thể hai bên ha. Các anh chị đây môi mất, môi trên mất liên tục. Anh chị đi xuống dưới này, anh chị thấy đây là cái xương, cái cung răng, tức là cái khẩu cái cứng tiên phát nó bị khuyết ha. Bên đây cũng vậy. Cho nên là trên cái mặt cắt vành á, nếu các anh chị nhớ dùng nguyên, các anh chị hay có cái xu hướng mà cắt đường kính lớn định xong chị chết qua, anh chị coi cái môi thực sự cái đó, các anh chị coi cái mặt cắt chết kiểu đó, các anh chị coi con mắt dưới nó không rõ, và thứ hai á, là anh chị thấy cái môi thôi nhưng cái xương hàm trên rồi trong không đúng. Cho nên các anh chị luôn nhớ mặt, theo ai sụt người ta luôn nói mình là mặt cắt vành, đúng mặt cắt vành từ trên mắt xuống dưới, thì các anh chị mới không bỏ sót những cái như vậy. Thì trên con mắt thì anh chị thấy đây là một cái ca mắt bên đây nhỏ, đây là hai mắt cùng nhỏ, và đây là tập không có con mắt đó. Cho nên các anh chị thấy không, mình phải coi thật kỹ cái mặt cắt, gọi là mặt cắt coronal, mặt cắt vành, mình coi hai con mắt để đánh giá mắt thật sự nó là những cái bất thường mà nó rất dễ bị bỏ sót. Nó không chỉ không cắt mà cắt chuẩn, và những khi nó trong một cái bệnh cảnh rất là phức tạp đó, tiên lượng nó sẽ khác, hoặc là cái mắt nó xa nhau, hoặc là hai mắt gần nhau. Cho nên mình phải thực hiện cái mặt cắt cờ rô vành để mình coi những cái bất thường này. Đó, đây là một cái ca bị bong võng mạc rất là hiếm, và đây là một cái ca nó có bị bú mắt. Cho nên cái thật sự mắt là một cái rất quan trọng, mà bây giờ ngay cả khi các anh chị làm hệ thần kinh trung ương chuyên sâu là người ta kêu cũng phải đánh giá mắt, vì nó là một cái bất thường mà nó hay đi kèm, mà nó là những cái bất thường mà khó tế nhị. Và cuối cùng đó là cái mặt cắt dọc. Thì anh chị thấy cái mặt cắt dọc nó rất là quan trọng trên cái mặt cắt vành này, trên mặt cắt mid-sagittal. Thì anh chị thấy cần đánh giá ngoài cái việc cái dạng của mặt, cái trán nó có gồ hay không, cái cằm nó có nhỏ hay không ha, anh chị sẽ coi có sự hiện diện của xương mũi hay không, rồi các anh chị coi môi trên ở đây, và chúng ta đây là cái xương hàm trên, và phía sau này thì có thể chai, và dưới này thùy nhọng đi ra sau chút xíu thì chúng ta sẽ khảo sát cái vùng thể chai, thùy nhọng hố sau vân vân. Còn phía trước mặt này thì các anh chị cần để đánh giá những cái cấu trúc này cần hiện diện. Thì bây giờ các anh chị quen thuộc mặt cắt dọc giữa rồi, bây giờ anh chị thấy đây là cái mặt cắt nó bị dè à, hoặc đây là gì không có xương mũi à, anh chị cắt đây là xương hàm trên, và anh chị thấy xương trán, anh chị sẽ chẩn đoán là một cái bất sản xương mũi, hoặc đây là cái cằm gần như không có tụt ra sau, hoặc là đây là cằm nhỏ. Đó. Cho nên các anh chị thấy rằng nếu mình không cắt mặt cắt sagittal thì mình sẽ bỏ sót những cái bất thường nhiều khi nó rất là nghiêm trọng, hoặc là những cái chẻ vòm mà trên mặt cắt mặt cắt vành mình thấy cái môi mất liên tục, mình vẫn có thể thấy những cái dấu hiệu cái xương hàm trên nó mất liên tục ha, hoặc nó bị lồi ra trong những cái trường hợp mà chẻ hai bên như vậy. Thì trên cái mặt cắt mid-sagittal các anh chị cũng có thể nghi ngờ đó, nhất là ví dụ như cái ca này mà ví dụ thời điểm 12 tuần 13 tuần là các anh chị cũng nghi ngờ được dựa trên cái mặt cắt mid-sagittal đó. Ví dụ đây là một cái ca biến dạng mặt rất là nghiêm trọng ha, cái trán nó dồ ra và cái cầu mũi nó bị dẹt xuống. Tất nhiên khi mình chẩn đoán cái gì là mình phải đi tiếp nhiều cái bất thường đi kèm theo không, và mình phải chẩn đoán gen mới ra được cái hội chứng, không thôi nó sẽ rất là trùng lắp.
Và cái này thì cuối cùng là Nguyên thêm vào thôi, vì cái guideline của ISO quý 2 á, thì nó chưa có khuyến cáo về cái chỉ đo cái chiều dài của tử cung. Tuy nhiên trong những cái khuyến cáo gần đây thì nhiều hiệp hội cũng nói là nên có đo, cho nên cũng nhiều nơi người ta đã đo cái siêu âm cổ tử cung. Thì các anh chị cần nhớ thực hiện siêu âm ngã âm đạo, phải đi tiểu sạch, cắt đúng mà cắt dọc giữa cổ tử cung, có thấy lỗ trong lỗ ngoài ha. Và cái sẽ đây là kéo một cái đường từ trong ra ngoài đó, còn đây là cái hình ảnh cổ tử cung hình phễu và nó bị ngắn. Thì đó là những cái Nguyên đã giới thiệu 20 mặt cắt, nhưng mà thật sự chúng ta thấy rằng hiện nay á, trong những cái siêu âm hình thái, đặc biệt là những cái tuyến dưới, thì nhiều khi chúng ta không có thể làm được đầy đủ như vậy ha, cái đó cũng là cần chuyên sâu. Cho nên theo cái khuyến cáo tổ chức y tế thế giới mà tác giả Abu cũng có làm một cái gọi là cái nghiên cứu về làm hướng 6 tiếp cận, gọi là 6 cái tiếp bước 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 6 bước thôi. Thì các anh chị thấy rằng ví dụ như dị tật thai là nó chiếm khoảng bao nhiêu, nó khoảng 3% đúng không? Như vậy khi anh chị chưa có cầm cái máy lên, thai phụ không cần tới gặp các anh chị, 97% là nó bình thường rồi. Dị tật thai nó chỉ có 3% thôi. Như vậy cái vấn đề nó không phải dị tật thai, mà nó những cái vấn đề khác, những cái biến chứng thai kỳ khác, ví dụ như là chậm tăng trưởng, hay là những cái ngôi bai bất thường, những cái nhau tiền đạo, những cái xuất huyết vân vân, thì cái đó là những cái biến chứng sản khoa nghiêm trọng mà nhiều khi nó làm ảnh hưởng đến cái tỷ lệ tử vong mẹ. Vậy thì bây giờ nếu mình bỏ qua một bên cái gọi là cái tầm soát dị tật thai ấy, vậy thì trong những cái tuyến dưới khi mình không có cái đủ cái điều kiện về cái con người cơ sở vật chất, thì gọi là six step approach này nó cũng giúp cho anh chị cải thiện được trong cái việc mà cải thiện được cái sức khỏe của mẹ và thai. Thì ông chỉ cần 6 bước thôi. Thì đầu tiên là các anh chị phải xác định ngôi, đúng không? Ví dụ như ngôi mông chẳng hạn, thì tất nhiên đây là cái cuộc sanh khó, coi có tim hay không, xác định đa thai hay không, vị trí nhau bán, vì những cái trường hợp mà nhau thấp là nó sẽ ảnh hưởng, như vậy là không có sanh được mà phải chuyển lên tuyến trên. Chúng ta đánh giá lượng nước ối, và cuối cùng chúng ta đo cái chỉ số sinh học mà thôi, chứ cũng không cần thiết phải làm những cái như 20 step vừa rồi. Thì đây là những cái mà ở những cái vùng tuyến tuyến vùng cao mà các anh chị không có thể tiếp cận được. Thì cái năm nghiên cứu này cũng mới 2016 thì các anh chị, thì giáo sư Omar đã làm nghiên cứu này và cho thấy rằng nó có thật sự nó có hiệu quả, và nó cải thiện được ở những cái nước mà nó gọi là limited resource setting đó. Thì nhưng nghĩ những cái vùng sâu vùng xa các anh chị có thể chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì cái bài trình bày của Nguyên đến đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các anh chị, và sau đây chúng ta sẽ nghe giáo sư Aris Papagiras trình bày tiếp. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyên ạ. Tiếp theo chương trình sẽ là phần trình bày của giáo sư bác sĩ Iris, giới thiệu trí thông minh nhân tạo trong siêu âm sản khoa. Xin được kính mời bác sĩ Iris ạ. Well, thank you so much for the invitation. I always like to start a slide with a picture of where I would have been if it wasn't for the pandemic, and show them my favorite scene of that country. And my favorite scene in Vietnam is definitely the people of Vietnam. So I'm really sorry not to be there with you in person. And I really hope that perhaps next year I can be. My name is Aris. I'm an obstetrician and a fetal medicine specialist, and have a special interest in using artificial intelligence in ultrasound. So I will be talking about that a little bit today, and then we'll give a practical demonstration straight after this talk. And before I start, I just wanted to make clear that I'm a co-founder and I still work as a consultant for Intelligent Ultrasound. And Intelligent Ultrasound is a spin-out company from the University of Oxford. And I'm pleased to say that Intelligent Ultrasound is working really, really closely with GE in developing software and AI systems to improve ultrasound. I also receive a number of grants, including the National Institute for Health in the UK, the Oxford Biomedical Research Centre, a number of other US and European research councils, foundations and charities, and that's my declaration of interest. When we learn from a picture or an image, there's broadly speaking two different ways of doing it. One is using sort of fairly standard or old-fashioned geometrics. Okay, so let's say we want to recognize a cat, and we might say, well, in order to recognize a cat, you have triangular ears and you have some eyes and a nose that's of a particular shape. And in this kind of
relationship, if you see that relationship, then you should conclude that this is a cat. And that works pretty well for cats that behave themselves, like these two. They look straight at you and they have nice pointy ears, and that's great. But some cats don't behave. Some cats may be lying upside down, or they may not have pointy ears at all. They might have a hand in front of the face or their eyes closed. Your child would recognize this as a cat, even though it's from the back, and that kind of system would not. Your child would even recognize this as a cat, and you can't see very much of it at all, but it's still clearly a cat. How can we replicate better using computers how humans learn? Because humans don't learn like that example I showed you. You don't tell your daughter, oh, this is a cat because it's got triangular ears and a round eyes and a funny nose. You teach your children by seeing lots of examples of pictures every day and telling the child, look, a car, look, a dog, look, a cat. And this is what machine learning does. It uses what we call big data, lots and lots of pictures, for example, here of cats and dogs. And those data need to be labeled so that the computer can learn. And the computer learns based on features, based on textures, based on parts of objects so that you can recognize even the cat in the box. And then it classifies the object. And the computers learn through a system of what we call convoluted neural networks, which actually replicate very much how we learn in practice, how we learn in our brain. And in the same way that it's quite difficult to explain how your child learns what a cat is, it is actually quite difficult to explain how this works. We don't really understand exactly why, by trial and error, images end up in one category or the other, but they do. Once you have taught the algorithm to understand what a cat is, you then give it a new image that it hasn't seen before, and then that new image that it hasn't seen before is examined for those textures and other features and correctly identified. You can do this with natural images, we call natural images, everyday images, photographs around the world. And there's a database of images taken from the internet of 15 million images. And they've been categorized by humans into 21,000 categories: cat, dog, car, truck, tree, whatever. And every year there's a competition to see whether humans or machines are better at classifying these images. And you can see here the error of computers in classifying the images back in 2010. 1 in 3 images were wrongly classified, but by 2016, computers only misclassified 3% of images. And this was a very crucial year because that was the year that definitively showed that computers can categorize images better than humans. In other words, the error rate of the computer was lower than the error rate of a human. And this has led to machine learning algorithms that allow us to recognize cars or planes. And these are crucial elements for self-driving cars. Also in nature, it can recognize bears, for example, to allow counting. And of course, we all are aware of the surveillance nature that this brings. And this has also some ethical disadvantages. So how could we use some of this technology in imaging and in particular in ultrasound? And this is our group at Oxford. We've been working for a number of years to try to improve ultrasound imaging. So AI in medical imaging, like in natural process imaging, benefits from two things. One is a huge explosion in data and imaging data in particular, imaging data in healthcare. Because of digitalization, we expect in 2020, the data not out yet, to have 40 zettabytes of
data of digital data, huge amount of data. The second thing is that computers are getting faster and faster because the number of transistors on microchips doubles about every 2 years. So bringing these two things together allows us, with large libraries of good images and good, strong clinical understanding and ensuring completely correct network topology, or in other words, methods for machine learning, bringing those three things together allows us to learn based on machines. Look at this example. This is an abdominal circumference. This is this mask in red and green and blue was placed by a manual observer. And here on the right is a computer that's going to learn. And it's going to learn, I've compressed here 100,000 or so steps into a few minutes, just to show you how it starts with lots of errors. And then as it gets more and more data on this test image, the computer algorithm is being taught and it's getting better and better and better at recognizing those key features. And you can see it's already very good and really coming close to approaching manual segmentation. So this was the error rate up here, and you can see that over a number of many cycles, having been taught on many images, it becomes better. So can we use this to improve our screening for fetal abnormalities, which we know is not brilliant? And often when an abnormality is missed, the problem is not that the person has seen the abnormality and not recognized it. Actually, more often than not, the problem is that the picture wasn't looked at. So, you know, the baby is born missing a hand, for example. They look back at the images and there is no picture of the hand. The sonographer forgot to take a picture. Or if they took a picture, it's not a very good picture. So the idea in this was to use the concept of peer review and using peer review automatically in order to keep track of the images. Okay, so lots of organizations say we should do peer review, but also they recognize that peer review is really difficult. And because of that, ACR says peer review is voluntary. The JCAHO says you should do it, but you only need to do it on a small random percentage. And it's also true that we don't really know a lot about the reliability and reproducibility of these systems. So in my view, peer review systems have to be simple, have to have minimal effects on regular flow, workflow, and demonstrate benefits straight away. So the question here was, could we support a sonographer by automatically keeping a track of the acquired images, by automatically recognizing the images, but also checking that the images are fit for purpose, they are good enough for a screening program standard. In other words, replace a human peer reviewer. And this is what I'll be showing you today in the live scan. I'll just show you a short example here just to explain it. This is Sonalist, and this is Sonalist here on the right. And I've frozen the image, and Sonalist has recognized that that was a profile and has ticked that off. I'm going to scan here. Sonalist is going to recognize this as a face, and it's ticking it off. Okay, I'm not doing anything. The AI system is purely running in the background. And as I'm scanning, the moment I freeze an image, the system recognizes it's an AC, the system recognizes it is kidneys, and therefore it keeps a track of those images so that at the end of the scan, I make sure I haven't forgotten anything. Okay. Now, one thing is to see the AC. Another thing is to make sure that it's of adequate quality. Like in this case, you can see that we have all the quality criteria here. So the next version of Sonalist does exactly this. So it looks not only at you've got an AC, but it looks at you've got an AC and it's a really good AC. And you can do the same for any image. You can look at the nose and lips and create criteria of quality for nose and lips, and so on. So here we go, profile. Again, it's working in the background. It's ticked it off, but also you can see all the criteria have gone green. So it's going to give it a green tick here, the face. Look what happens here as I spool forward and backward.
those go gray and green again as the image does a real-time analysis of the images. Now, many people tell me, Aris, if an AI system means I have to press a lot of buttons, that makes my life more difficult, not easier. And this is why this is so important. This completely runs on the back. So you're just doing your normal scan, your regular scan. This just runs in the background and you don't really need to interfere with it. Only if you end exam and you forgot the kidneys, there'll be a little message saying, have you forgotten the kidneys? You can override that, of course, if you've seen the kidneys and the system hasn't recognized it. But it gives you that warning in the same way that my clinical fellow in the room leans over my shoulder sometimes and says, Professor, you forgot to look at the kidneys. And that does happen in a busy clinical environment sometimes. So this is how the system is designed, and we've tested the system to look whether it performs as well or worse than an experienced sonographer. And the answer is that it does perform as well. If you look at the completeness of the scan, is the scan complete? Then the system agrees as much as two experts agree. And if you look at image quality, it also agrees. The computer agrees with a sonographer as much as another sonographer agrees with a sonographer. I just wanted to very briefly touch on another research line that we're continuing as well, which is supporting better care in low-income settings where ultrasound is not available. As you probably know, the WHO recommends ultrasound exams during pregnancy, and the main aims of these are to check for fetal viability, fetal number, chorionicity in the case of multiple pregnancy, estimate gestational age, measure fetal size, and look for major abnormalities, as well as placental appearance and location. And the problem is that this can be difficult, and there's two main difficulties. One is lack of equipment, and the second is lack of staff. And the lack of equipment is getting better because of low-cost ultrasound probes, but the lack of trained staff and lack of training, unfortunately, is something that is still a problem. And what we wanted to see is whether we could use AI to fast-track some of that by using AI to help train more people as a more scalable solution than sending lots of people out into the field, but also to see if we can make basic ultrasound a little easier. And here we have a system where the midwife just simply takes a short video of the head, and the AI system recognizes this is a head circumference, measures the head and measures the cerebellum in order to estimate gestational age in the second and third trimester in women who approach healthcare for the very first time in their pregnancy. And here, I think of the concept here of a simple sweep through the abdomen, a simple clinical sweep through the abdomen, a series of axial images where you can really see that this baby's cephalic, you can see where the placenta is, you can see lots and lots of things. Interpret that with AI, then you have the maternal bladder, the head, abdominal spine, placenta. So the AI system, this runs in the background again, can recognize some of those images. And what it can do is give some automated clues to the sonographer to say, look, if you've done your standard sweeps, and this is our protocol that we use, if you do these standardized sweeps, I can tell you whether the baby is cephalic or breech. I can tell you if the placenta is high or low. I can take some basic measurements of amniotic fluid. I can take some basic measurements of fetal biometry, and of course, tell you if the fetal heart is beating. And we've been recruiting lots of volunteers for this project and have now streamlined the protocol and created a huge library of images in order to create these pregnancy risk assessment algorithms based on an automated set of sweeps. And of course,
We need a clinically robust risk stratification. So it's not just about ultrasound. It's about integrating ultrasound with clinical information. Just as a very basic example, why does it need to integrate with clinical information? Placenta, low placenta, 20 weeks, not relevant. Low placenta, 37 weeks, highly relevant. Low placenta, 28 weeks in someone who's bleeding, also highly relevant. So depending on the clinical scenario and gestational age, the same information needs to be interpreted in a different way. And of course, the aim is to obtain these sweeps easily, not just by the top doctors who actually should be doing their proper doctoring, but perhaps de-skilling some of the people who do these very basic examinations. Not a replacement for formal ultrasound, but a replacement for no ultrasound at all. Artificial intelligence is already part of our daily life. It's a prominent source of innovation in healthcare. I think that AI in healthcare has huge potential. It can improve diagnosis, treatment prioritization, and provide information to doctors to make good clinical decisions. Deep learning, which is part of artificial intelligence, is in particularly good at image recognition. And as I've shown you, is often as good as humans. And what we've been showing today is that we're building systems to support sonologists during screening through peer review, but also through automated recognition for very basic ultrasound. And in future, for sure, aid in anomaly detection. I'd like to thank you so much for your attention. And I'd really like to thank GE, not just for supporting this program, but really for supporting us in taking these sometimes pretty crazy ideas and concepts into ultrasound systems that are available today. Thank you so much. My name is Aris Papagiorgiou. I'm a professor of fetal medicine and obstetrics. And I'd like to welcome you today to this live demonstration of AI in ultrasound as it is available right now. The reason we developed this AI algorithm is to help sonologists to undertake the standard anatomical screening. So we know that in cases where a fetal anomaly is missed, that most often it's not that the sonologist saw the plane and got an image of this anomaly and then just failed to recognize it. Usually the scenario is that the anomaly wasn't visualized because the plane in which it is on was not looked at. So for instance, if you saw a baby that postnatally was diagnosed with a cleft lip, you might look back at the imaging record and realize that there was no coronal view of the lips in that baby. The aim of this AI algorithm that sits on this GE machine is to do two things. The first thing it does, it ticks off automatically all the images that are required within a protocol. So as you do your ultrasound scan, it will tick off that it's seen the head, it's seen the lips, it's seen the kidneys, and so on. The second thing is that it recognizes the quality of the images by assessing standard image-based criteria. So in the abdomen, for example, it will look that the stomach is visible, that the umbilical vein is a third of the way along inside the abdomen, that you have a nice circular abdomen, and so on and so forth. So not only is it looking at the completeness of the record, but it's also making sure that the images that you're acquiring are fit for purpose, and they're fit for purpose for your imaging record, but also in the case of sonographers, for the reporting radiologist. So let's see how the system works. Okay, so here's the baby. And let's say hello first of all. So here you can see the profile of the baby. Can you see that there? Yeah. You can see her. Almost see the whole baby on that screen. Can you see the face there, the nose and the lips? And when I freeze that image, what it tells me is this is a profile of the baby. Can you see that? And it's highlighted that little switch there, so I can then confirm that that's the profile, and that's then gone into
the system is completed. So it's got a little tick mark next to it. So that's the face. And then if I move to this side here, we have here the nose and the lips of the baby. So this is sort of skimming the surface of the baby's face. So you can see the tip of the nose there. Can you see the tip of the nose? Two little nostrils and the lips of the baby. And then when I freeze that, it's telling me that it's the nose and lips, which is correct. So then that gets ticked off next. And I can send that off to be saved as well. So I move up the baby here a little bit, come to the head of the baby. So this is a cross section through the head. Can you see the line in the middle, which separates the two halves of the brain there? And then we have little structures inside the brain that we look at. So here we have a little space which allows the two halves of the brain to talk to each other. This is called the ventricle here at the back of the head. So that was a transventricular view of the head. If I move just slightly, then the ventricles disappear and you see a slightly different structure, which is the transthalamic view of the head. And again, here you can see that's being recognized. So we can see beautifully there, the cerebellum. And again, the system recognizing this as a cerebellar plane or the transcerebellar plane, as in that little logo up there. So this is the head. We've seen the profile already and the lips. We come down the baby, coming down here to the heart and the chest. Now, if I freeze here, what's going to happen? It's going to recognize that that's the chest of the baby. You see thorax. So that's because I'm seeing the two halves of the two lungs. And it's also telling me that it's very near the four chamber view. So I'm just going to magnify that a little bit. Let me see if I have a preset on the cardiac. So here you can see very beautifully the four chambers of the heart. Can you see the four chambers and little valves there opening and closing? Valves opening and closing. So here you can see that this is the four chamber view. Good. Click there, and then it's telling me to look for the ventricular outflow tract. So this is actually the left ventricular outflow tract. Let's see, yes, and you can see LVOT there as it's recognizing that. As we move up a little bit, very slightly, you come to the right ventricular outflow tract and the three vessel view. Those views are very close to each other. You come back to the standard view. This is the abdomen of the baby in cross section. Can you see that big black space? That's the stomach, just there. And this other space here is the umbilical vein. And again, showing me here that this is the abdominal circumference. So as I'm scanning, it's ticking off all those little boxes on the right-hand side that you can see. And it's making sure that a busy sonologist who's scanning patient after patient after patient isn't forgetting anything in their imaging record. So this is the hand. Oh. I'm quite pleased that that's recognized the difference, because the feet and the hands can look quite similar sometimes. But you can see that that computer system is recognizing both the foot and the hand separately there. So that's good. Good. Now, I can have a little look here and say, oh, what are the things that I'm still missing? So
I still have to see the abdominal cord insertion. So let me go for the abdominal cord insertion. There's the abdominal cord insertion. Thank you. I need to see the kidneys. So I'll try and give the baby a little prod if I can, just to see if we can get a slightly better view of the kidneys there. So recognizing that both the kidneys are there. So if I have a quick look, I can see that pretty much everything is done. I'm missing a picture of the orbits. Now, see what happens if I try to close this. I can see the things that I'm still missing, and mm-hmm. gives me little red crosses. So if I'm not sure exactly where I'm at, then I can continue exam. If I tell the machine to end the exam, it will actually warn me and say, hold on, before you finish the exam, make sure you've got everything. And it may be that I've seen it and, you know, not pressed save or something like that, which is fine. But perhaps I've forgotten it, and then what I can do is just continue the exam in order to get those last few things. So one of them was the abdominal circumference here. So this is the abdominal circumference. And I click yes, I've seen it. It's got a little red border around it because I haven't got my calipers on. So I put the calipers on there. And that's gone green. And then the other thing was orbits. Okay. I didn't take a picture of the orbits. Let's come here. What I'm doing is taking a cross section through the baby's face here. Can you see those two black round things? Those are the baby's eyes. If you look really carefully, you can even see the lenses inside the eyes. So this is a baby looking up to the ceiling at the moment there. So you can see the two orbits, and the little triangle in the middle is the nose. So when I click here now, what you can see is that I've completed my examination. And when I click end exam, as opposed to before, when I was clicking end exam, it came up with that screen that said, hold on, there's some red bits here. It's now allowing me to end the examination, and then it's done. Now, the next level for this system is where it's not just looking at the image and recognizing the image, but also assessing the quality of the image, mm-hmm. okay? So what we're gonna do is look at that now. What it's doing, it's recognizing the profile, but it's also giving us these little cartoon. Can you see a little cartoon? It's the other way around from the baby. But it's showing me these three little green dots. It's telling me that it's seen the forehead, mm-hmm. it's seen the nose, and that the magnification is adequate for the picture. Now I can try and on purpose make a mistake, or maybe the baby puts a hand in front of the face, mm-hmm. which is kind of helpful. So what I'm doing here is saying, okay, not a very good profile. In fact, it's saying, no, you've seen the hand. Mm-hmm. That's funny, which is true. I'm seeing the hand there. But let me try and purposely make the image of the face not perfect. Maybe the easiest is by not magnifying sufficiently. So it's showing me, it's still recognizing that it's a profile, and it's saying, yes, you can see the forehead and you can see the nasal tip, but it's giving me a little black mark there because the magnification of that picture wasn't proper. So here is a picture of the head. And this is pretty perfect here on the ventricular plane, but I'm going to move to be not completely perfect. I'm going to move a little bit like this. Mm-hmm. And it's doing a great job because it's showing me that this is a transventricular view of the head. And it's showing me all the criteria that should be there. And can you see that number two that is blank? Mm-hmm. That's the little structure there that's at the front there. And it's telling me I'm not seeing that particular structure. I'm going to spool back now. I'm just going to spool back. I'm going to get to a place there. You see, I've gone back and it's reanalyzed the picture now. And it's saying, yep, now you can see that little structure.
that cavum, septum, pellucidum, which is a really important structure to see during the examination. So there's a real time element as well to it. So not only is it recognizing the image, it's looking for all those little structures. But if it hasn't seen one, you can go through your little cine loop and discover the right image in there. Now, one of the reasons this is so useful is that babies change position all the time, right? So if I were to do a scan in you and I was looking at your liver, I would have a very set way of how I do things. But in babies, you can't do that, because sometimes you start a scan and the baby's got it's facing downwards. So you can't start with a profile. You need to start with a spine. And this is why it's got to be pretty flexible to recognize things as you go through and pick up all those different elements. So this is now going beyond that previous system I showed you, where it's just looking at whether a picture is present or not. What this system is now doing is also looking at the quality of the image. So here, cerebellar, transthalamic view of the head. Perfect. And it works pretty fast as well. So if I try and speed up here, cerebellar plane. Transventricular plane. Baby's profile. I'd like me to see another hand. Good. So it's now gone green because we've seen both hands. Abdominal circumference. Good. And it's happy with all the imaging criteria there. Cord insertion. Now these are the four chambers of the heart. So again, now when we come to the heart, it's particularly important to have that quality check. So you can see all my little things are green there. When the valves are open like that, it doesn't like that because it can't see the valves. So it's going to uncheck that little tick box until I go back to seeing the valves and being able to assess that the offset of the valves is normal. Three vessel tracheal view, good. Perfect. I'll just show that again. Good. This is a much better view of the kidneys than we had earlier. So we'll try and get that. So here we have the two kidneys, either side of the spine. You see those little black specks? So again, very happy with that. And it's giving me that quality assurance. Perfect. So we're nearly done. Okay, just quickly show the bladder. Good. Three vessel umbilical cord. Yep. Found and seen.
femur length. Perfect. So let me just close that. I'm going to try and end the exam. And again, it's going to tell me that I've things missing, but I've overridden that and I've closed the exam anyway. Perfect. Listen, I'm very happy again with everything, just as I was the other day. Mm-hmm. The anatomy of the baby is completely normal. Mm-hmm. But you know, what we've been able to demonstrate today with your help is quite how, you know, look, obviously when you come here, you know, we're very expert at doing ultrasound scans, and I'm likely to, you know, to miss things or forget things. But a lot of women have ultrasound in settings where, you know, ultrasound may not be available, may not even be routine. In some countries, they have ultrasound in the hands of people who don't regularly do ultrasound. So maybe your general obstetrician or your general gynecologist who does very few cases and may find something like this really, really helpful. Mm. So the standard of care is very variable around the world. And, you know, I don't think you need the most expensive machines necessarily, but the people need to know how to drive them really well. Yeah. And the idea of this is to help people who perhaps are still not the most experienced drivers with some technology, in the same way that, you know, you do in your car. Mm. You know, you've got systems that help you, right? Whether it be your satellite navigation or your lane assist and all these things. It's kind of in the same vein of assistive technologies that will hopefully make accidents less likely. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Aris và bác sĩ Nguyên với phần bài giảng và phần live demo thật sự hữu ích ạ. Thank you Dr. Aris and Dr. Nguyên for the wonderful lectures. So Dr. Aris is on live. Finally. Good afternoon. Good afternoon. Hi, how are you? Hello. Good. You must be very busy today, huh? I am. Yes, we have a congress today, and so I'm joining from my telephone. I hope that's okay. Yes, everything perfect. Nice to see you. Very interesting topic and easy to understand now. Congratulations. So, Dr. Aris, we have Dr. Long will be the person who translations for you for the question Q&A, okay? So I will talk in Vietnamese first for the Q&A, and Dr. Long will hand over the Q&A and supporting you for the translation, okay? Thank you. Yes. Mấy cái câu của chị để sau đi Khanh. Để cho câu của thầy trước đi, cơ lỡ thầy bận. Dạ rồi. Câu của thầy trước. Tiếp theo chương trình sẽ là phần thảo luận và đặt câu hỏi cho hai báo cáo viên. Xin được kính mời bác sĩ Long sẽ hỗ trợ phần thảo luận và dịch thuật cho giáo sư Aris. So Dr. Long will take over the Q&A section and support the translation for Dr. Aris. So Dr. Long, hand over to you. Okay. Đầu tiên thì kính chào tất cả quý thầy cô và quý anh chị đồng nghiệp. Tôi là bác sĩ Nguyễn Hoàng Long và hôm nay tôi rất là vinh dự được có mặt trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay với vai trò là một cái phòng dịch viên. Và trước hết thì cho phép tôi thay mặt tất cả các bác sĩ đang dự hội thảo ngày hôm nay xin gửi lời cảm ơn đến hai thầy cô đã có cái bài giảng rất là hay và mang lại cho chúng ta rất nhiều thông tin mới và đặc biệt là cho chúng ta thấy được cái tương lai của của siêu âm sẽ như thế nào. Và cho phép tôi khoảng một phút để gửi lời chào cũng như là có những cái trao đổi ngắn với giáo sư khi mà chúng ta đi vào phần hỏi đáp. As to see you, my name is Long Nguyễn, a fetal medicine specialist and also an honorary secretary of the Vietnamese Society of Undersoused in Medicine, and I'm going to work as an interpreter for you in this Q&A session. But first of all, on behalf of all Vietnamese audience today, I would like to express my gratitude for your amazing and impressive lectures in the first issue approved course in Vietnam. It's just a great chance to learn about artificial intelligence in the context of undersoughts in obstetric and gynecologies, which is a very new concept for us, but I'm sure that this is something in the near future. So, Prof, do you want to say anything before we start the Q&A session?
Well, I just wanted to thank you for inviting me. It's such a great pleasure to be able to talk to you. And I'm sorry that I cannot be there in person. It would have been wonderful to see beautiful Vietnam at this time of the year. Very happy to take any questions. And I hope that it was clear from the presentation what the idea of the of this assistive technology is. Okay, thank you. So let me start my work with the first question for you. Could you please share your opinion on what is the most important challenges for the AI model to be applied in a clinical practice? So in terms of application of existing models, I think the challenge is really getting used to understanding the system. So what is really important, and many people tell me, is that if a system is very difficult to operate, if you have to click a lot of buttons, if you have to do lots of interaction with the system, then people are not going to use that. So it's really important when we design these products that they are running in the background, as the system I showed you today. They're running in the background without too much interference by the operator. They're helping the operator, not asking the operator to do more work. And I strongly believe that the challenge in its use will mostly be getting used to it. I think once people try it, in the first instance, people are always a little suspicious of something new, but I have seen colleagues in the Netherlands, for example, who have used the system and have tried the system. And when we tried to take the system away, when we finished the trial period, they said, no, leave it. It's fantastic. We like it. So I think often the biggest challenge is just getting people exposed to the system and used to it. Okay. Let me translate it. I forgot that you have to translate. I'm sorry. I should have spoken less. Okay, that's why. That's why. Thầy trả lời rằng cái vấn đề mà khó khăn nhất á của cái việc dùng AI trong thực hành lâm sàng đó là cái việc hiểu được cái hệ thống nó như thế nào. Tại vì và AI nó sẽ giúp cho chúng ta thuận lợi hơn trong công việc, chứ nó không phải là cái làm cho chúng ta cái công việc của chúng ta trở nên khó khăn hơn, mà buộc chúng ta phải nhấn nhiều nút hơn, mà rõ ràng là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta và buộc lòng chúng ta phải hiểu được. Cái khó khăn nhất vẫn là hiểu được cái hệ thống đó nó hoạt động như thế nào. Thì qua cái bài giảng thầy cũng đã trình bày và cũng có thầy cũng chia sẻ là có rất nhiều cái đồng nghiệp của thầy mà sau khi tham gia vào cái thử nghiệm của thầy ấy, cái thử nghiệm sử dụng AI trong thực hành lâm sàng ấy, thì đã không cho thầy lấy lại cái máy đó mà vẫn muốn tiếp tục sử dụng, tại vì nó mang lại rất là nhiều cái sự thuận lợi cho họ. Thank you. The next question is, please. Excuse me, can you share your... Thank you. Okay, so the next question for you is, do you think that the automatic measurement of nuclear transmission C would be superior So let me translate. Maybe long is lost Wi-Fi. The next question is how your opinion about the auto measurement of nuclear translucency measurement. Should you recommend us to do the auto measurement of NRT? So what has been shown previously is that automatic measurement of nuclear translucency is very accurate, and also it improves the reliability from manual measurement. So in that sense, it is a very useful tool because it can reduce the variation between one observer and the other. But I think it's really important to realize that any automated measurement technique is only as good as the image that you can acquire.
Yes, I agree. Yeah, we have to do the very standard plan. Yes. And so for the AIs, for the routing, for the morphology that you just introduced us, we also need to do the standard view, standard plan, and the machine can understand. We do correct. Draw. Yes. Correct, which is why it was so useful to have your talk and my talk together. Okay. Long trở lại được chưa? Hello Long. He's in Hong Kong, not in Vietnam. You know, Dr. Long now is in Hong Kong. He studied a PhD with Leona Poo. Okay, so the next question. The question is also asked about the disadvantage when we had the situation, difficult situation, like the position of the baby is not good, the mother is fat, and the position of the position of the baby not good, baby looking down, doesn't show the face, doesn't show the heart. So how about the AI can help, can improve, compare with the sonologist, do compare the machine and the sonologist? So can AI can help, can improve the better place? You know, the way to think about AI is that it is a software improvement. But what you cannot change, what AI cannot change, is the physics of the ultrasound. Okay. So if for physical reasons, for example, the mother is overweight or the baby is looking down, if for physical reasons it is not possible to get a good image, then AI will not be able to help so much to overcome that. It may help a little because it may recognize standard planes that are usually a little more difficult to recognize, but it cannot overcome completely the limitations of that. I see. However, you show us very fantastic, I think, yes. And very impressed. I know still many challenges, but I think, I do believe AI will offer many potential benefits, I believe. Yeah. And looking forward to see you and your team will publish more about AI. Thank you so much. And very much looking to welcome you to Vietnam. Oh, I look forward to plan. We have to plan. Yeah, we should definitely plan that. We had some ideas already by email, so we should definitely try to do that. Mm-hmm. Sorry, I'm back. Sorry, my internet was unstable. So, no problem. Vietnam is better. Wi-Fi in Vietnam is better in Hong Kong. Can I continue the questions? Or? Yes. Okay. One more question. So, one more question for you, Prof. The application of AI is in the anomaly scan was very helpful in tracking and checking the scan process as your demo. However, there's some difficult circumstance that may happen very often in clinical practice, for example, like maternal high BMI or uterine scar or not posing baby. So, how AI could help us in these scenarios? Oh, xin lỗi, này thầy trả lời rồi đó Long. Mấy Long sorry. Lost. Okay, yes, sorry. I just sent slides. Sorry, bro. Yes, Long missed a lost Wi-Fi. Thì hồi nãy là cái câu đó mà thầy hỏi, sorry, chưa kịp giờ dịch cho các bạn á, thì đúng như các anh chị thấy, như cái câu mà đo cái độ mờ da gáy tự động cũng vậy các anh chị ha. Thì hiện nay trên một số máy siêu âm, các anh chị đã thấy là mình có cái phần mềm đo cái energy tự động, cũng như là đo những cái số đo sinh học của thai đó. Các anh chị cắt cái đầu mà free một cái thì tự động nó đo cái đường kính lưỡng đỉnh, hay nó đo cái chu vi đầu, hoặc nó đo cái chu vi bụng. Thì cũng giống như vậy ha. Thì cái việc mà trong ứng dụng AI, trong cái thực hành của sản khoa như nãy giờ thầy show trên cái thực
hành demo á, thì các anh chị thấy là mình phải cần làm cái mặt cắt thật chuẩn. Ví dụ như là các anh chị thấy là mình cắt cái đường kính lưng đỉnh cũng phải chuẩn thì người ta sẽ nhận, nó máy nó sẽ nhận diện được là như vậy cái đường kính lưng, cái tiểu não nó như thế nào, hoặc là các anh chị cắt tới cái bụng như thầy vẽ nó là thấy cái dạ dày nó như thế nào, cái tĩnh mạch rốn nó đi thế nào. Cho nên cái quan trọng là mình phải có cái mặt cắt thật là chuẩn, và như vậy thì khi cái thai mà nó không thuận lợi á, thì thật sự nó cũng sẽ khó khăn. Thì đó là không biết Long có thêm cái ý kiến gì thêm không, thì cái nãy thầy trả lời thì chị thấy là như vậy đó. Dạ, đó là câu của về cái đổi mới giá cải phải không? Ừ, và cũng như là những cái mà khi mà thai không tư thế thuận lợi, khi mình áp dụng cái AI vào đó, thì nó cũng sẽ phải cần, cái quan trọng là mình phải có những cái mặt cắt thật chuẩn. Dạ, cũng giống như trong những cái hình ảnh mà 5D của cái siêu âm cũng vậy. Dạ, dạ, I agree, dạ. Còn câu hỏi gì nữa không ha? Sorry, for the next question, please. Sorry, what SCS? SCS là gì nhỉ? I think it is CNS, not SCS. CNS, okay. Yeah. So, one more question for you, Prof. Do you think that AI applications can identify the CNS abnormalities or general fetal abnormalities, structural abnormalities? Yes. The short answer is yes. The long answer is a little more complicated. And the long answer is this. If you do an MRI or a CT scan, then all the imaging information is inside the volume of images that you have captured. And therefore, the problem is not one of acquisition. The problem is one of interpretation and diagnosis. In ultrasound, if you do not put the probe in the correct place, you do not have the diagnostic information anywhere. And therefore, no matter how clever your AI, you will not be able to see the anomaly if you have not imaged it. Can you see this fundamental difference between the two imaging modalities? And therefore, I think it's more important in ultrasound to ensure that we capture all the information we need, much more than diagnostic help. Because I think that if we see the head in the correct plane and there is an abnormality, you will not miss it. The problem is not one of misinterpretation. The problem is not getting the right images in the first place. Translate. Tức là có, nó có một cái câu trả lời dài hơn, phức tạp hơn. Đó là cái vấn đề giữa siêu âm và cái MRI hoặc là CT scan nó có một khác nhau. Đó là đối với MRI hoặc là CT scan á, thì chúng ta sẽ có được tất cả các hình ảnh trong cái sau khi mà chúng ta thực hiện, thì chúng ta sẽ có tất cả các cái thông tin. Và quan trọng ở đấy á, đó là chúng ta diễn giải cái thông tin đó ra cái quả nó như thế nào. Còn đối với siêu âm và sử dụng công nghệ AI thì buộc lòng chúng ta cần phải có một cái mặt cắt chuẩn để từ đó chúng ta mới nhận định được đó, cái hình ảnh đó là chẩn đoán là gì. Như vậy cái hai cái vấn đề này ấy, nó khác biệt nằm ở chỗ đó. Thank you. So please next question. À, thì Nguyên thấy có một cái câu mà bạn hỏi thì chắc mấy cái câu của Nguyên thì từ từ để Nguyên trả lời hết, tại vì thầy còn sẽ có một cái hội nghị nữa đó. Hôm nay thầy tới ba cái bài báo cáo luôn. Thì có một cái câu hình như trên hộp chat Zoom hỏi là về là nếu như vậy là nó giống mấy cái phần mềm của app IOTA trên máy siêu âm đúng không? Thì chắc để mình hỏi ý thầy thêm, nhưng mà theo Nguyên nghĩ các anh chị thấy là cái những cái app mà trên IOTA hay là các dụng những cái phần software trên mà ví dụ như mình tính độ mờ da gáy, mình tính cái nguy cơ lệch bội rồi vậy đó, thì mình chỉ đơn thuần máy nó chỉ dùng đơn thuần là cái thuật toán thôi. Còn cái này á, là cái máy nó sẽ nhận diện được như con người, có nghĩa là nó biết được bình thường hay bất thường, nó khác nhau các bạn, chứ nó không chỉ đơn thuần là một cái phần mềm đâu. Đúng không? Nhưng mà nó dạng như là nó, mình nghĩ là mình có thể là mình ví cái này giống như là partner recognition á, trong cái các anh chị thấy trong cái siêu âm mà đánh giá cái khối u buồng trứng á, thì mình có cái gọi là nhận diện trực quan á, partner recognition á, thì nó sẽ giống như là các anh chị nhìn vô, các anh chị thấy nhớ là mình nhìn vô cái định dạng như vậy thì mình nói nó là cái u gì
tức là một cái nhận diện trực quan. So, a question about compares the AI in the fetal ultrasound compared with the IOTA software in the gynecology. So I think like the partner recognition, do you agree with the partner recognition by machine and partner recognition in IOTA software for the malignant and benign of ovarian sick? Yeah, also the partner recognition, but one is a human and one is a machine. Yeah? Do you agree? I think there's a great deal of promise for using AI for recognition or characterization of ovarian masses and separating benign from malignant masses. I completely agree that AI would be a helpful tool for this. Again, however, I would always remind you that usually for most normal clinicians, what we want to know is, should I refer this patient or should I not refer this patient? And then it's the second level, usually the subspecialist who will make the oncological diagnosis. So I think we may not need to have it as complicated as we need to, if that makes sense. Absolutely agree. Yes. Long dịch đi Long, Long dịch nói thêm cho các bạn. Thì nói chung là thầy nói là thầy cũng đồng ý, hoàn toàn đồng ý, tức là cái dạng các chị thấy là như thầy chiếu trên cái những cái neuron của cái máy tính đó, tức là nó máy nó nhập vô dữ liệu, ví dụ cái hình ảnh này bình thường như cả trăm ngàn cái dữ liệu thì nó khi giống như con mèo, khi mà mình mới nhập vài cái thì mình không nhận ra, nhưng mà khi quá nhiều thì con mèo xoay cái đít lại mình vẫn nhìn được, thì cái máy tính cũng như vậy. Thì nó cũng giống như là cái partner recognition gì đó trong cái khối u buồng trứng. Và một cái điều quan trọng nữa là khi nó nhận diện ra bất thường thì các anh chị sao, các anh chị sẽ gửi đi hội chẩn đó. Thì cũng giống như cái này là cái cơ bản, cái basic thôi. Khi mình thấy là nó có bất thường thì mình sẽ gửi đi tiếp cái mình gửi bệnh nhân đi lên một cái tuyến trên. Chứ cái máy tính lúc đó thì không thể được là nói à như vậy là nó sẽ ra cái bất thường gì mà mình phải gửi lên tuyến trên. Chắc cũng mình để cho thầy nghĩ ha. Long nói mấy lời chắc là để cho thầy. I think you must leave now for the next conference, huh? Yes, and it's okay. They're actually running a little late, so with permission, I can have one more question if there are any. Otherwise, I would like to say maybe just two or three words to say goodbye. Yeah, please. Yes. So I would. Sorry, please go ahead. Yeah. No. If you want to say, okay. Yes. Okay. Well, I wanted again to thank everyone for the kind invitation. It's been a real pleasure to work with you and also to gain approval for ISWOG approval for this webinar. Yes. I look forward, Professor Ha, for a good collaboration in future. Yeah. We have already spoken about the possibility of doing a conference, a webinar on diagnosis of abnormalities in the first trimester. Mm-hmm. Mm-hmm. I think this would be a fantastic platform to do that, especially in Vietnam, where the standard of ultrasound is already very high, but I think we can all learn about the first trimester ultrasound more and improve it. Yeah, thank you so much. And you know, Vietnamese, many Vietnamese doctor learns a lot from the Scan Academy. Thank you so much. Yes, thank you so much. Next week we have a conference on fertility in Scan Academy, so please join us next Sunday. Yes. So you are very familiar with us. Yeah, we see you on the Scan Academy every month. Yes. So thank you so much and very interesting. And best wish and good luck. Looking forward to see you in Vietnam. Bye bye. Thank you. Cho phép Long dịp lại cái lời của thầy, thì thầy đầu tiên thầy cảm ơn cái lời mời đến thầy để thầy có cơ hội tham dự với chúng ta tại một khóa học của ISWOG tại Việt Nam. Và thầy hy vọng rằng là chúng ta sẽ tổ chức rất là nhiều cái buổi hội thảo như thế này của ISWOG tại Việt Nam hơn nữa. Và đặc biệt là thầy cũng có mong muốn đến Việt Nam để thăm Việt Nam và cũng như là tìm cái cơ hội hợp tác với các cái bệnh viện ở Việt Nam. Và đặc biệt là thầy đã có những lời mời cộng tác với cô Hà Tổ Nguyên cho một cái hội thảo về các cái bất thường của thai nhi ở quý 1
đặc biệt là vào quý, tập trung vào quý 1, thì hy vọng rằng là thầy sẽ có mặt tại Việt Nam trong vòng trong năm tới, khi mà cái bệnh dịch nó đã xong. Và xin mời cô Nguyên tiếp tục với các câu hỏi ạ. Rồi, thì hình như Nguyên cũng có một số câu hỏi nữa, thì mình cũng có thể sắp kết thúc chương trình rồi. Hình như nãy có một số bạn câu hỏi đó. Có một số câu hỏi cho cô Nguyên ạ. Kinh nguyện khi di chuyển đầu dò từ mặt cắt ban đầu sang các mặt khác, thì các anh chị thấy rằng đối với cái siêu âm á, khi các anh chị siêu âm người lớn nó không có khó. Ví dụ như các anh chị siêu âm cái tim người lớn hay siêu âm cái gan mật thận của người lớn, thật sự là nó không khó trong cái kỹ năng. Các anh chị đặt cái đầu dò ngay cái tim dưới sườn hay là cảnh ức, thì anh chị làm những cái mặt cắt đó, các anh chị chỉ di chuyển nhẹ thôi, đúng không ạ? Nhưng mà thật sự khi những cái người ban đầu cầm cái thai, cũng như Nguyên ban đầu thôi, các anh chị cầm cái đầu dò mà xoay, sao thấy mọi người cắt cái đầu cái đi xuống cột sống mới vẽ ra cái xương đùi, mình không cắt ra cái xương đùi được, thì cái đó là một cái gọi là nó cần cái kỹ năng. Thì thật sự đối với cái thai là như các anh chị thấy là nó đủ tư thế hết, và như cái bài của Nguyên trình bày là 20 mặt cắt theo một cái trình tự. Nhưng mà thật sự các anh chị thấy như khi mình vô mình muốn coi cột sống, nó không có đưa cột sống mình coi, nó đưa cái mặt, thì các anh chị phải mình phải ráng mình coi cái mặt trước. Thì những cái mặt cắt trên mặt thì như vậy mình nhớ là mặt cắt vành, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang gì đó, hoặc là nó đi vô nó đưa cái tim ra, thì các anh chị cũng phải coi cái tim liền, đúng không? Nó đang đưa cái tim lên thì mình phải chụp ngay cái tim, mình cắt mặt cắt bốn buồng. Tại anh chị thấy cái tim mà thật sự vừa qua cái buổi hội thảo này, Nguyên muốn nói với các anh chị một cái điều rất là quan trọng, đó là cái kỹ năng mà như các anh chị đặt câu hỏi, mà không phải là đơn giản, mà nó là một cái quá trình, và phải có cầm tay chỉ việc, và nó cũng phải có những cái kỹ năng. Thì thật sự mà giờ mà nói ra mà các anh chị như vậy, thì các anh chị phải đăng ký những cái khóa học đi thực hành, mà ngay các anh chị đi những cái khóa 3 tháng, 6 tháng ở Từ Dũ Hùng Vương hay ở ngoài phía Bắc, các anh chị đi Phụ Sản Trung ương, Phụ Sản Hà Nội, thì các anh chị thấy là các anh chị cũng bắt đầu mới quen được cắt ra. Thành ra thật sự là mình cố gắng mình đi theo một cách trình tự, và để mình không bỏ sót. Như nãy trong cái bài của thầy cũng nói, tự nhiên hồi cái nhớ sực ra quên coi cái thận. Thật sự cũng như vậy các anh chị, nhiều khi bất sẵn thận một bên, các anh chị dễ bị bỏ sót đó, nếu các anh chị không làm thường quy. Cho nên trong cái form á, mình để mình khỏi quên á, thì mình phải có những cái chi tiết nào mình cần khảo sát, những cái chi tiết nào mình cần đo đạc để mình khỏi sót đó các anh chị, chứ cũng không phải gì đâu. Còn bây giờ mình di chuyển từ mặt cắt này qua mặt cắt kia như thế nào, thì thật sự cái câu này là một cái câu nó phải là có cái cầm tay chỉ việc thực hành. Và các anh chị cũng đừng có coi như là mình thường có thấy có khó mà nó nản. Thật sự các anh chị thấy Nguyên cầm đầu dò 20 năm đó các anh chị, mà các anh chị cũng thấy là nhiều người làm cả 10 năm cắt cũng không đẹp nữa. Cho nên nó cũng có cái kỹ năng trong đó nữa, nhưng mà mình phải luyện tập và mình phải học cho nó chuẩn. Mặt cắt này thì thấy cái gì, rồi ví dụ như từ bốn buồng mình xoay ra buồng thoát thất trái, thì người ta nói mình đầu dò hướng bên phải rồi mình hướng ngược lại thì mình sẽ ra buồng thoát thất phải chẳng hạn. Hoặc là ví dụ mặt cắt ngang đầu mình nhịch lên chút xíu thì mình lên cái mặt cắt ngang đầu thất, dịch xuống chút xíu là mặt cắt đồi thị, dịch xuống ra hút sau. Tức là nó có những cái cách, thì mình cứ đi theo trình tự như vậy, và mình sẽ có cái sự hỗ trợ của những cái người có kinh nghiệm hơn. Chứ còn bây giờ thì Nguyên cũng muốn chia sẻ như vậy thôi, chứ thật sự mình bây giờ mình nói như thế nào thì thật sự nó là một cái quá trình rất là dài. Nhưng mà đó là một cái câu mà rất là thực tế đó các anh chị, nhiều khi thật sự không phải là mình phải thực hành nhiều. Cho nên những cái nơi khác anh chị thấy là nhiều khi mình không có cơ hội mình làm trên bệnh nhân đó, thì nó có những cái gọi là cái mô hình đó. Thì cái đó là cũng một cái đó, giống như các anh chị đi ở Từ Dũ sẽ có một cái mô hình để cho anh chị xoay đầu dò sao cho nó ra, thì đó là các anh chị phải thực hành trên đó cho nó quen, thì khi đó qua thai em bé nó nhúc nhích thì các anh chị sẽ làm được tốt hơn. Cô Nguyên ơi, thật ra là có một vài cái câu hỏi về các cái công nghệ về trên cái máy siêu âm sweep á cô Nguyên, thì chắc sẽ nhờ, tại vì bác sĩ Iris thì đã hơi bận rồi, thì có thể là nhờ anh Long anh sẽ trả lời một vài cái về cái liên quan về đến AI này, thì chắc ngắn gọn 1-2 phút thôi để cho các bác sĩ họ hiểu một chút xíu, rồi xong rồi mình sẽ kết thúc chương trình nhé. Cái máy sweep này là đang có để trong Từ Dũ đó các anh chị, có để trong Từ Dũ đang để làm cái siêu âm trong chuyển dạ. Thật sự là Nguyên thấy rất là đẹp, và nó có cái màn hình hồi đầu mình không hiểu, tự nhiên nó gọi là một cái, thật sự đúng là cái cuộc cách mạng đó. Mà khi nó test riêng là trên cái màn hình bàn phím thôi, còn đây nó test ngay trên cái màn hình của siêu âm. Hồi đầu mình chưa có quen máy, nhưng mà đến lúc xài thì xong thì thấy nó đúng là nó rất là thích, và thì ra là ứng dụng chủ yếu trong cái AI này. Coi anh em hôm nay thấy ông thầy sau cái máy mới hiểu.
chứ không nói tại sao mà chị y làm cái cuộc cách mạng dữ quá, đang thay đổi hoàn toàn từ cái touch screen trên màn hình, và tự nhiên touch screen là cái chuyển lên trên cái này chụp chệ, rồi chị nó chưa có quen máy rất là khó, nhưng mà từ từ làm xong thì thấy rất là thích, cái máy rất là đẹp. Long có thể chia sẻ thêm. Dạ, em cảm ơn cô Hà Thú Nguyên đã chia sẻ những cái lời rất là nice về công nghệ cũng như máy sweep. Thì em xin phép được nói một chút về máy sweep để cho các bác sĩ theo dõi có thể hiểu hơn là công nghệ trí tuệ nhân tạo Sonolist. Nó sẽ nhận diện được 20 mặt cắt chuẩn theo bất kỳ một cái trình tự nào mà quý bác sĩ xương. Ví dụ như vào mình thấy xương sống trước, hay là mình thấy chân tay mặt mũi trước, hoặc là tim trước, thì cái máy việc đầu tiên của nó là nó tự nhận ra trước. Nó nhận ra xong là nó sẽ tích, nó tự tích vào. Có nghĩa là trong một cái list 20 mặt cắt, nó sẽ tích hết vào trong đấy. Cứ đến mặt cắt nào mà nó nhận ra được là nó sẽ tích vào. Và cái việc thứ hai nữa là khi nó nhận ra được một mặt cắt thì nó sẽ hiện ra các cái mốc giải phẫu của mặt cắt đó. Nó sẽ có ví dụ như là mặt cắt dạ dày thì nó sẽ có 6 cái mốc. Ví dụ như là cái dạ dày phải được phóng to lên, có xương sườn, có dạ dày, rồi có, tức là có 6 thông số. Nếu như thông số nào nó hiển thị ở trên màn hình siêu âm thì nó sẽ để màu xanh. Còn thông số nào nó chưa thấy thì nó sẽ hiển thị là màu xám. Và khi bác sĩ lăn cái con trỏ dùng xin lăn lui lăn tới để thấy các cái mốc đó thì nó sẽ sáng lên cả 6 mẫu, và như là coi như là một mặt cắt chuẩn đủ tất cả các mốc giải phẫu. Và không chỉ dừng lại ở đó, nó sẽ ví dụ như quý bác sĩ đang làm cái bụng thì nó sẽ pop up lên cái AC, thay vì mình phải chọn AC mình đo thì nó tự pop up lên cái AC để mình đo luôn, tức là nó sẽ tự động hết và quý bác sĩ chỉ cần lăn chuột thôi. Thì một số cái câu hỏi là AI có nhận diện được bất thường hay chưa? Thì hiện tại thì version đầu tiên trên máy Volution Sweep thì nó mới chỉ nhận diện được 20 mặt cắt chuẩn thôi. Còn trong tương lai khi mà giáo sư Aris Papa George sẽ upgrade lên một số cái tính năng nữa là nhận diện được bất thường, hoặc là đo NT, hoặc là đo xem những cái bất thường u nang buồng trứng, thì sẽ có những cái trong những cái phiên bản sau. Thì đó là đôi nét về Volution Sweep và công nghệ Sonolist em xin được chia sẻ thêm ạ. Em xin cảm ơn quý bác sĩ đã lắng nghe và đọc nhiều câu hỏi về AI. Dạ vâng, vì cảm ơn anh Long ạ. Dạ, và cũng vì thời lượng của chương trình có hạn và cũng là cũng tối rồi, thì chúng tôi là sẽ xin phép chuyển các câu hỏi đến bác sĩ khách mời và gửi câu trả lời qua email cho các bác sĩ sau ạ. Thì cũng cảm ơn, xin mời bác sĩ Nguyên thay mặt cho bác sĩ Aris luôn có đôi lời gửi đến quý bác sĩ tham dự trước khi mình kết thúc chương trình ạ. Thì trước nhất là cảm ơn GE Healthcare, team của GE ha, thì đã hỗ trợ cho mình tổ chức hôm nay cái hội thảo, phải nói rất là hay về một cái chủ đề rất mới, mà có thể nói các anh chị thấy là ông thầy ông báo cáo ba cái hội nghị FMF rồi một cái hội nghị mà Eastern European Meeting á, specialist, ông cũng nói cái bài này đó, thành ra các anh chị thấy Việt Nam mình rất là update. Thì rất là cảm ơn team GE, và cũng đặc biệt là lần đầu tiên mà các anh chị thấy là nó được gọi là approval ISO, mặc dù là các anh chị thấy nó có cái logo lên vậy thôi, nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó khó khăn vô cùng đó các anh chị. Các anh chị thấy thầy bà của ISO faculty về rất là nhiều, nhưng mà nó gọi là approval là nó cũng khó lắm đó, nhưng mà không, cũng rất là may mắn thì cũng có một cái sự contact lâu nay, rồi mình cũng có một cái đại sứ, rồi cũng hỗ trợ của GE trong cái việc hỗ trợ, trong cái việc tiếp cận để tổ chức những cái hội nghị hội thảo cho toàn cầu. Cho nên thật sự là GE cũng đã hỗ trợ rất nhiều khi mà Việt Nam mình đầu tiên có gọi là cái approval course, một cái approval webinar. Và ông thầy thì cũng rất là nhiệt tình, thật sự là ông thầy rất dễ thương. Các anh chị thấy mở màn là ông nói là ông rất là cái nỗi buồn duy nhất ông mèo trong Nguyên, cho Nguyên ông cũng nói vậy, cái only sad này của ông là ông chưa đi Việt Nam, cho nên là ông rất là mong có dịp là ông tới thăm đất nước Việt Nam của mình. Và tất nhiên tới là một cái để mình mở một cái course, là gọi là hy vọng năm sau khi mà cái tình hình dịch mà nó ổn định thì với cái sự hỗ trợ của GE ha, thì mình, ông đề nghị với Nguyên là làm một cái course về siêu âm hình thái quý 1. Thật sự Nguyên biết rằng là ông nói là Việt Nam mình cái trình độ siêu âm rất là tốt, nhưng mà đúng là tuyến trên những nơi rất tốt, nhưng mà những cái ở tuyến dưới các anh chị thấy nhiều cái mình cũng còn có cái sự, mà cái đó là toàn cầu luôn, có cái sự khác biệt giữa thành thị nông thôn. Thì như vậy cho nên mình phải update, phải học tập liên tục ha. Và thực sự cái quý 1 thực sự nó phải khó lắm, các anh chị đã quen quý 2 thì anh chị nhích ra quý 1 chút xíu nó sẽ phát hiện được nhiều cái lắm. Cho nên hy vọng là năm sau khi mà tình hình dịch ổn định hơn thì mình sẽ có những cái hội thảo gọi là offline
chứ cho nó vui, gặp nhau vui, và sẽ mời những cái chuyên gia và nước ngoài đến ha. Và thầy Aris rất là nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ cho chúng ta. Thì rất là cảm ơn công ty GE, team của GE đã làm rất tốt ha. Cảm ơn các anh chị đồng nghiệp rất là nhiều, đã cùng luôn 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 gọi là joy với cái chương trình, cho nên là mình thấy rất là vui. Và cảm ơn Long ha. Rồi hôm nay là cuối tuần rồi, chúc các anh chị một cái buổi ngủ ngon thôi, chứ làm gì giờ này nữa. Ngủ ngon và hẹn các anh chị lại những cái webinar sau. Hy vọng là sắp tới Visum cũng sẽ phối hợp với GE để làm những cái chuỗi khác về những cái ứng dụng của siêu âm 3D và những cái kỹ thuật mới ha. Thì hy vọng sẽ có trong cái tương lai gần. Rồi. Vâng, dạ. Rất là cảm ơn mọi người. Dạ. Xin thay mặt cho công ty GE Healthcare gửi lời cảm ơn bác sĩ Aris, bác sĩ Nguyên và cũng như là bác sĩ Long đã đồng hành và chia sẻ những kiến thức vô cùng hữu ích cho chương trình webinar ngày và buổi tối ngày hôm nay. Và cũng một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình. Trong quá trình thực hiện webinar, nếu có gì sai sót thì quý bác sĩ vui lòng góp ý thông qua email để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn ạ. Và cuối cùng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý bác sĩ trong các chương trình webinar lần sau. Dạ. Xin cảm ơn. Và sẽ gửi cái bài của Nguyên bằng tiếng Việt cũng như là cái link này sẽ chia sẻ lại nếu anh chị muốn nghe lại cái lời của bài giảng. Còn cái bài của Nguyên thì Nguyên sẽ gửi cái bài tiếng Việt cho mọi người. Rồi xin chào tất cả và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.